Rồi, đây là một cuốn truyện tranh về Đại Bàng tập hát. Tại sao mình lại để cái chiều cái ngang như này? Để cái ngang như này nó có một cái lợi anh chị em ạ. Đấy là gì ạ? Mình đưa nhiều nhân vật vào trong một khung hình thì nó gì ạ? Nó sẽ tiết kiệm được cái khung hình hơn, đỡ mất nhiều thời gian, được chưa ạ? Đấy, cái thứ hai nữa là cái chiều ngang này, để cái cuốn sách ngang này cũng rất là hay. Rồi, đấy. Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời sau vài ngày mưa rầm rề, nắng đùa nghịch trên những tàng cây và gió lao sao mơn man cảnh lá. Anh chị em biết ai viết cái này không ạ? Biết là ai viết cái này không ạ? Huy không viết, đố anh chị em biết là ai viết. Anh chị em thấy câu mở đầu này nó có hay không ạ? Chat GPT nó viết đây anh chị em ạ. Rất là văn hoa lá cành luôn. Đúng cành lá này anh chị em ạ. Nắng đùa nghịch trên những tàng cây và gió lao sao mơn man cảnh lá. Huy không hề chỉnh sửa một tí nào ấy. Nguyên si của Chat GPT đấy. Anh em thấy tuyệt vời không ạ? Đấy, hay nó chỗ đấy. Đấy. Anh Tiệp có đồng ý với em là diện là cái việc mà nghĩ ra cái kịch bản để mà hay mà độc đáo mà lại còn duy nhất trên thế giới này, không có thằng nào đụng hàng ấy, là khó vô cùng đúng không? Đau đầu, mất rất nhiều thời gian. Thì bây giờ mình có Chat GPT, mình mất tầm vài phút là xong. Anh chị em nhé. Rồi tí nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em từng bước, yên tâm. Rồi, tiếp tục nha. Chim Đại Bàng cảm thấy vô cùng phấn khởi, hứng khởi nên bay lên trời cao để thể hiện tài năng ca hát của mình. Mấy bạn sóc, nhím, hươu, nai dù không thấy hay nhưng vì sợ Đại Bàng nên đều tấm khắc khen hay. Phấn khích quá, Đại Bàng liền mở mỏ ra và hét lớn. Giọng ồm ồm của Đại Bàng rất chói tai và khó nghe khiến các loài vật chạy toán loạn. Khi giai điệu đến đoạn cao trào, bỗng nhiên Đại Bàng nghe thấy tiếng cười của ai đó. Bực mình quay đầu lại, nhìn thấy chú sóc đang đứng bên dưới. Chú sóc nói, thật nó khó nghe quá đi, anh có luyện thêm 10 năm nữa cũng không bằng Vàng Anh đâu. Ngay lúc đó thì Vàng Anh chui trong tổ ra và nói, cái gì khó nghe thế, mình thấy cũng giọng cũng được mà, cũng hay lắm mà. Đấy, nhưng nếu mà bạn thích, mình có thể hướng dẫn bạn hát hay hơn. Sau đó Vàng Anh cất lên tiếng hát làm mẫu, một giọng hát êm dịu dễ nghe. Âm nhạc phát ra từ miệng Vàng Anh khiến cho những loài vật khác lắng nghe và thưởng thức. Sau khi yên lặng thưởng thức hết bài hát tuyệt vời của Vàng Anh, cả những chú lừa, Đại Bàng và các loài vật khác cùng vỗ tay. Bỗng nhiên trên Đại Bàng rớt nước mắt. Sao mà Vàng Anh lại có giọng hát hay như thế, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Còn giọng hát của tôi sao lại khủng khiếp đến mức ai ai cũng không muốn nghe. Ôi tôi thật là bất hạnh. Bùm, đột nhiên có một cái ánh sáng hiện ra đúng không ạ? Đấy, đột nhiên có một ông già râu tóc bạc phơ với một cái đầu khổng lồ hiện ra ngay bên cạnh, giọng cười sang sảng đầy ý vị khiến cho Đại Bàng giật mình sợ hãi. Ha 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 ha, ta là chúa tể của muôn loài, các ngươi không phải sợ hãi. Chúa tể mới hỏi, ta hỏi con, chim Đại Bàng này, Vàng Anh có bay cao được như con không? Dạ không ạ, Đại Bàng trả lời. Vàng Anh có dũng mãnh như con không? Dạ không ạ, Đại Bàng cũng tiếp tục trả lời. Đấy, ta đã ban cho mỗi loài một khả năng riêng. Chim Đại Bàng bay cao và dũng mãnh, Vàng Anh thì xinh đẹp và hát hay, sóc thì có đôi tai thính và chạy nhanh. Các con nên vui với những gì mình có hơn là khóc than vì điều mình không có nhé. Sau đó lại một tiếng nổ nhẹ và nói xong chúa tể lại biến mất bất ngờ như lúc ông xuất hiện, chỉ để lại tiếng cười vẫn còn vang vọng khắp khu rừng. Đừng buồn nữa nhé, mỗi loài vật đều có một ưu điểm và khả năng riêng. Điều quan trọng là chúng ta hãy vui với những gì mình có và cố gắng phát huy khả năng của mình. Chúng ta đều là những con vật tuyệt vời đấy. Đại Bàng nói, ừ đúng vậy. Từ đó, Đại Bàng không còn buồn nữa và quyết định tập trung vào khả năng bay cao của mình. Các loài vật khác cũng đều cố gắng phát huy khả năng của mình và vui vẻ sống trong thế giới tự nhiên. Câu chuyện nói về việc chúng ta không nên sợ so sánh bản thân mình với những người khác, cần tập trung vào những gì mình có để phát huy khả năng của mình. Chúng ta đều là những con người đặc biệt và đáng được yêu thương các bạn nhé. Rồi, thấy chưa? Đây, tác giả Nguyễn Quang Huy, ý tưởng biên kịch Chat GPT, hình minh họa Midjourney, dàn trang tinh chỉnh Nguyễn Quang Huy. Đấy. In và lưu hành tháng 3 năm 2023. Đấy, anh chị em thấy sao? Được không ạ? Đấy.
Được không anh chị em? Được không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy được, comment là được à? Một câu chuyện ngắn, rất ý nghĩa, hóm hỉnh, vui vẻ, có yếu tố bất ngờ. Đấy, có yếu tố thú vị. Đấy. À, có bài học, rất là nhân văn. Đúng không ạ? Anh chị em thấy sao? Nếu như mà mình có thể là gì ạ? Tạo ra một loạt 50 cái cuốn truyện như vậy. Đấy chị ạ? Và với mỗi một bài học, với mỗi một cái tính cách tốt đẹp để mà cho các bạn trẻ cần phải rèn luyện, ví dụ như là sự dũng cảm này, ví dụ sự kiên trì này, ví dụ như là tình bạn này, tình yêu thương gia đình này, đấy, đúng không ạ? Sự hiếu thảo này, sự khiêm tốn này, với mỗi một tính cách đó, với mỗi một từ khóa đó, anh chị em có thể làm 1 đến 2 đến 3 cái cuốn truyện khác nhau được không ạ? Để mà gì ạ? Rút ra cái câu chuyện à, chúng ta cần phải khiêm tốn, đúng không ạ? Ví dụ như là cái câu chuyện là cậu bé chăn cừu chẳng hạn, thì nói rằng à, chúng ta là phải nói thật, không được nói dối. Anh chị em đúng không ạ? Đấy, kiểu như vậy. Hoặc là ví dụ như là thỏ và rùa chẳng hạn, thì rút ra cái bài học là đó là gì ạ? Là mình phải gì ạ? Mình phải tập trung, không được chảnh mảng. Đấy, nếu không thì năng lực mình có nhưng mà cuối cùng là vẫn thua cái con rùa, đúng không ạ? Thỏ chạy nhanh hơn rùa nhưng cuối cùng là vẫn thua bởi vì chảnh mảng là chủ quan, đúng không ạ? Đấy, thì với mỗi một cái điều đó là chúng ta có thể viết một cuốn truyện rất là ngắn thôi nhưng mà rất hay, và chúng ta tạo thành một tập khoảng độ 10, 20, 50 cuốn truyện, sau đó là chúng ta gì ạ? Đem bán. Anh chị em nghĩ sao ạ? Người ta mua một cuốn thì người ta sẽ gì ạ? Thường có xu thế người ta mua mấy cuốn đi kèm luôn. Và thế là mình có thể bán nguyên bộ truyện luôn. Mình có thể đưa lên Amazon, đưa lên các cái kênh bán hàng như Etsy, rồi rất nhiều các kênh để chúng ta có thể là gì ạ? Là bán và có thể tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động. Được không ạ? Đấy. Hoàn toàn viết bằng chat GPT anh chị em nhé. Ý tưởng tất tần tật các thứ. Bây giờ bao nhiêu anh chị em muốn Huy chỉ hướng dẫn anh chị em từng bước để anh chị em có thể tạo ra một cuốn truyện tranh như này chỉ trong vòng không dưới một ngày. Một ngày ấy là Huy đang tính là khoảng độ 8 tiếng nhé. Được chưa? Một ngày Huy đang tính khoảng 8 tiếng. Dàn trang bằng gì thì dàn trang bằng Canva. Có vi phạm bản quyền không thì khẳng định với anh chị em là không vi phạm bản quyền. Cho anh chị em check thoải mái. Không vi phạm bản quyền. Tại sao không vi phạm bản quyền ạ? Bởi vì kịch bản tạo ra là duy nhất. Được chưa? Anh chị em có thể là gì ạ? Check đạo văn ở trên các cái gì ạ? Các cái trang chống đạo văn. Được chưa? Hình ảnh tạo ra AI là duy nhất và không hề có ai giữ bản quyền hình ảnh của AI hết. Được chưa anh chị em? Cho nên là gì ạ? Là anh chị em yên tâm. Ngày xưa ấy, nó rất nhiều anh chị em mà làm truyện tranh để up lên Amazon. Nhưng mà Amazon nó check bản quyền cực kỳ kỹ. Đấy. Amazon check bản quyền cực kỳ kỹ. Check GPT, Zero GPT cũng vượt qua luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy có chỉnh sửa ở trong đấy. Được nhỉ? Huy có chỉnh sửa ở trong đấy chứ không phải mình không chỉnh nhá. Ở trong cái câu nói ấy, là lúc mà mình đọc lại mình thấy nó không ổn, nó không vần ấy, là mình đã chỉnh rồi. Anh chị em nhá, có chỉnh chứ không chỉnh không phải là không chỉnh nhá. Được chưa ạ? Đấy, cho nên là về giọng văn thì đã check ok là ngon rồi. Anh chị em đọc qua anh chị em thấy ổn là được. Đúng không ạ? Đấy, không sợ cái việc mà check của nó bởi vì ở đây ấy, nó không phải là một cái văn bản gọi là thẳng flat như này mà nó là truyện tranh thì không có ai đi check là AI hay là không AI trong đấy đâu. Được chưa ạ? Chỉ có check cái bản quyền là cái gì? Thứ nhất, đấy là bản quyền kịch bản. Thứ hai là bản quyền về hình ảnh. Thì Amazon làm cực kỹ phần này. Và có nhiều anh chị em ấy là chỉ cần sử dụng một cái hình ảnh, một cái nhân vật hoạt hình nào đó, ví dụ như là Doraemon, ví dụ Naruto, ví dụ như là Thủy Thủ Mặt Trăng, ví dụ bất kể một cái hình ảnh nào đó của cái nhân vật nào đó trong cuốn sách của mình, là ngay lập tức là mình sẽ có hai cái hình phạt. Một, đấy là mình phải chia sẻ lợi nhuận cho cái bên sở hữu cái hình ảnh đó. Cái thứ hai đó là gì ạ? Là mình phải hạ cái tác phẩm của mình xuống. Có đúng không anh Tiệp? Đấy. Thế thì với chat GPT á, với chat GPT ấy, thì là chúng ta không những là không bị bản quyền. Bởi vì sao ạ? Cái hình ảnh tạo ra nó không giống ai hết anh nhỉ? Nó không giống ai hết.
Cái thứ hai nữa là thậm chí anh chị em còn còn sở hữu luôn cái bản quyền cái hình ảnh đó. Nếu như mà xảy ra vấn đề mà tranh chấp ấy thì anh chị em hoàn toàn có thể kiện được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái ấn phẩm của anh chị em in ra hoặc là đưa ra thị trường trước, tức là mình chứng minh được là cái thời điểm mình đưa ra cái tác phẩm của mình ấy trước đối thủ, thằng nào chứng minh được thì thằng đấy ạ, thằng đấy chiến thắng. Tất nhiên là cái việc kiện cáo này nó cũng không phải là cái thứ mà gọi là mình khuyến khích, bởi vì là kiện cáo anh chị em biết là thủ tục giấy tờ còn quá tội, trong khi một cuốn truyện tranh thì chúng ta cũng chẳng được bao nhiêu. À, nhưng mà về cơ bản đấy là cái lý thuyết thôi, được ạ. Cái phần này thì mình như Huy nói ấy, đây là cái tác phẩm đầu tay của Huy, cho nên anh chị em đừng hỏi Huy cái câu là gì ạ, có đăng ký bản quyền cho sản phẩm nào chưa. Đây là cái sản phẩm gọi là đầu tay, được chưa ạ. Đấy, và hôm nay thì mình không bàn về cái việc mà bản quyền. Đấy, mà chỉ mình bàn về cách để mà gì ạ, để cách làm sao để tạo ra cuốn sách đó thôi. Ok, đồng ý không ạ? À? Anh Dũng đúng không ạ? Ok nhé. Đấy. Rồi. Đấy thì cái quy trình là như nào? Đấy. Cái quy trình khi mà chúng ta vẽ truyện tranh ấy thì chúng ta có các cái bước như sau. Đấy. Bước 1 đó là lên ý tưởng. Lên ý tưởng thì chúng ta sử dụng ChatGPT để lên ý tưởng anh chị em nhé. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái câu lệnh, những cái prompt như sau. Đấy. Thứ nhất đó là gì ạ? Hãy gợi ý cho tôi 10 tác giả viết truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng thế giới với văn phong hài hước, ly kỳ, hấp dẫn, có giá trị nhân văn và giáo dục cao. Được chưa ạ? Và Huy đã sử dụng cái câu lệnh này để được ứng dụng vào trong cái cuốn truyện mà Huy vừa mới làm. Được chưa ạ? Ngoài ra thì mình sẽ có thể có những cái câu lệnh như là hãy gợi ý cho tôi 10 tiêu đề truyện ngắn dành cho thiếu nhi kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé Henry 7 tuổi cùng chú chó Milo trung thành. Đấy, kiểu vậy, mình gợi ý thêm cho nó một số cái nhân vật và đấy và tính cách của nhân vật, dạ, nó độ tuổi của nhân vật. Rồi, hãy gợi ý cho tôi ý tưởng cuốn truyện tranh dành cho trẻ em dưới 10 tuổi kể về cuộc sống ở nông trại đầy tiếng cười, tình bạn và bài học cuộc sống. Đấy, ví dụ thế. Hoặc đóng vai tác giả cuốn sách Cô bé quàng khăn đỏ, viết lại cho tôi một câu chuyện về chủ đề là một cô bé tóc xù tên là Chipa, thông minh, lém lỉnh, dũng cảm, chiến đấu với con nhện khổng lồ để cứu một chú mèo Miu Miu. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Tức là gì ạ? Là mình đưa thêm cho nó một vài cái thông tin. Đấy, để nó gì ạ? Để nó tưởng tượng, để nó sáng tác cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nhá. Bây giờ mình thử cái ý tưởng này nhá. Rồi. Rồi, mình chuyển sang ChatGPT nhá. Rồi. Đấy, mình copy vào đây. Hãy gợi ý cho tôi ý tưởng cuốn truyện tranh cho trẻ em dưới 10 tuổi kể về cuộc sống nông trại đầy tiếng cười, tình bạn và bài học cuộc sống. Nó tròn luôn này anh chị em này. Đấy ạ. Một ý tưởng cho cuốn truyện tranh cho trẻ em này, có thể xoay xoay cuộc sống nông trại này. Đấy. À, chưa chia sẻ màn hình à? Ờ, à, sorry anh chị em. Rồi, anh chị em thấy chưa? Sorry. Rồi. Ở đây là gì ạ? Ở đây nó mới đưa cho mình ý tưởng thôi nhá. Đây mình bảo nó gợi ý ý tưởng. Thì ý tưởng đó là gì ạ? Có thể là bắt đầu với sự ra đời của cô gà và những khám phá đầu tiên của cô trong cuộc sống. À, cô có thể gặp chú lợn thông minh và nhờ anh ta giúp đỡ trong việc tìm kiếm thức ăn và tránh né kẻ thù. Những mối quan hệ giữa con vật trong nông trại có thể được mô tả cách sinh động với tình bạn, tình thù giữa các nhân vật chính, nhân vật phụ. Cuối cùng câu chuyện có thể tải ra một bài học cuộc sống cho trẻ em, ví dụ như là cách hợp tác với nhau và giúp đỡ nhau trong tình huống khó khăn hoặc tôn trọng và chăm sóc những người khác. Cuốn truyện tranh có thể thiết kế với những màu sắc tươi sáng, hình ảnh đáng yêu thu hút sự chú ý của trẻ em. Đấy chứ ạ? Như vậy là gì ạ? Nó vừa đưa mình ý tưởng, nó vừa hướng dẫn, nó vừa dạy cho mình luôn. Đấy chứ ạ? Ở đây Huy đang đóng vai một cái người mà chưa hề biết gì, không hề biết một tí gì về cái việc viết truyện hết nhé. Mình hỏi những câu rất là bình thường, rất là cơ bản, rất là ngô nghê và còn thiếu rất nhiều thông tin, được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thể đào sâu hơn về cái chủ đề này, đúng không ạ? Đấy,
Ok các bạn, đào sâu hơn về chủ đề này thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? Hãy đóng vai là một tác giả sách nổi tiếng thế giới. Đấy. À, chúng ta muốn biết có những tác giả sách nào nổi tiếng thế giới nhá, thì chúng ta nói như này. Đấy, hãy liệt kê cho tôi 10 tác giả sách nổi tiếng thế giới về chuyện tranh cho thiếu nhi, cho trẻ em, viết về cuộc sống ở nông trại. Đấy, có tính giáo dục cao và hấp dẫn. Được chưa ạ? Nó sẽ tìm cho mình là 10 tác giả sách nổi tiếng thế giới viết truyện tranh cho trẻ em về cuộc sống ở nông trại, có tính giáo dục cao và hấp dẫn. Được chưa ạ? Nếu anh chị em chỉ hỏi là viết cho tôi 10 tác giả nổi tiếng thế giới thì nó lại viết kiểu khác, hoặc là 10 tác giả nổi tiếng thế giới về viết truyện ngắn thì nó lại cũng chịu khác. 10 tác giả nổi tiếng thế giới về truyện tranh cho trẻ em thì lại khác. Đấy. Và cái câu hỏi ra đấy là tại sao lại là truyện tranh cho trẻ em mà không phải truyện tranh cho người lớn? Truyện tranh người lớn có không anh chị em? Có. Nhưng mà thực tế là nhỉ, trẻ em ấy thì nó thích đọc truyện hơn người lớn. Cái đặc biệt là truyện tranh. Cái thứ hai ấy là người lớn là người sẵn sàng chi tiền để mua truyện tranh cho trẻ em nhiều hơn là tự bỏ tiền ra mua truyện tranh cho chính bản thân mình. Đúng không ạ? Rất nhiều anh chị em ở đây, rất nhiều anh em ở đây là thường xuyên là đọc truyện tranh online, chẳng bỏ tiền ra mua cái truyện tranh nào về đọc cả, đúng không ạ? Nhưng mà trẻ con thì sao ạ? Là kiểu gì cũng phải mua để cho nó cầm sách giấy nó đọc, đúng không ạ? Ok nhá. Cho nên là gì ạ? Cái thị trường hay là cái nhu cầu làm truyện tranh cho trẻ em nó lớn hơn rất nhiều so với việc làm truyện tranh cho người lớn. Thêm vào nữa là truyện tranh cho người lớn ấy thì làm sao ạ? Thì nó rất là phức tạp, nó rất là khó. Bởi vì sao ạ? Người lớn thì cái yêu cầu nó cao hơn, yêu cầu tình hình ảnh nó phải trau chuốt, nó phải logic, nó phải đẹp, nó phải hấp dẫn. Đấy. Nhưng mà với trẻ em thì sao ạ? Nó dễ tính hơn, cho nên là nó sai sai một chút, nó kém kém một chút, hoặc nó phi logic thì nó lại càng thích. Đó, thì đấy là sự khác biệt anh chị em nhé. Rồi, ở đây chúng ta thấy là có một số tác giả như sau. Đấy, Patrick Potter, tác giả cuốn truyện tranh Peter Rabbit và những nhân vật khác sống trên nông trại, tác phẩm rất phổ biến với trẻ em và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Anh chị em đấy, A.A. Miller này, tác giả cuốn truyện tranh Why the Pool này, một nhân vật nổi tiếng truyện tranh và phim hoạt hình sống trên một nông trại ở New Forest, Anh Quốc này. Đấy, nhá. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó đưa ra một loạt những tác giả luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn một cái tác giả bất kỳ đi, bởi vì những người này mình đều thấy là gì ạ? Mình đều thấy không quen, mình đều thấy lạ hoắc hết, đúng không ạ? Đấy, ví dụ tác giả viết về con sâu bướm ở trên nông trại và trở thành con bướm xinh đẹp, anh chị em thấy không ạ? Nó rất nhiều cái ý tưởng rất là hay. Đấy, tác giả viết truyện tranh về thế giới nhỏ nhưng đầy tính độc đáo của con vật sống ở trên nông trại. Đấy, nhá. Đấy, con vật sống trên nông trại tham gia nhiều hoạt động vui nhộn. Đấy, thì giờ mình chọn một cái tác giả nào đó và mình nói là gì ạ? Hãy đóng vai tác giả. Mình ở đây mình có thể chọn một cái tác giả nào đó nhé, bất kỳ nhé. Đây, chọn ông số 4 này nhé. Đấy, hãy đóng vai tác giả ông số 4 này, được chưa? Đấy, cho tôi 10 tiêu đề cuốn truyện tranh cho trẻ em dưới 10 tuổi. Đấy, được chưa ạ? Đấy. Viết về những hoạt động ở nông trại. Đấy. Với gì ạ? Với những bài học cuộc sống. Đấy, giọng
văn, thu hút, hấp dẫn, hài hước. Đúng chưa? Đó. Đấy, thì mình thử nó đóng vai là tác giả cuốn sách đấy, xong nó cho mình gì ạ? À, cho mình 10 cái tiêu đề đó nhá. À, đây là nó cho mình gì ạ? Nó cho mình cái sườn bài đây. Đấy, nhân vật chính của truyện tranh đấy. Thì con gà, chú heo hoặc chú cừu. Đấy, cuốn truyện phải được chứa đựng những hoạt động, tình huống phong phú. Đấy. Bài học cuộc sống như tôn trọng, hợp tác, trách nhiệm, tình bạn phải thể hiện rõ ràng. Đấy, ngôn ngữ phải đơn giản, dễ hiểu, hài hước. Đấy. Nó cho mình gì ạ? 10 cái key để viết truyện tranh anh chị em ạ. Đấy, hình ảnh, màu sắc phải rực rỡ. À, nhân vật phụ phải được mô tả một cách đặc biệt, có tính cách riêng biệt. Đấy, cuốn truyện tranh phải có một cốt truyện chính nối tiếp nhau theo từng chương để trẻ em dễ theo dõi và tạo sự tò mò. Tác giả phải sử dụng biểu cảm, cử chỉ của nhân vật để truyền tải thông điệp cho những bài học cuộc sống cho trẻ em một cách dễ dàng nhất. Cuốn truyện tranh phải có một kết thúc hài hước, tích cực để trẻ em cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Cuối cùng, cuốn truyện tranh phải được viết với tình yêu, lòng nhiệt huyết để truyền cảm hứng và sự gợi sự yêu thích của trẻ em với cuộc sống trên nông trại và việc đọc sách. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là nó gợi ý cho mình là 10 cái tiêu chí. Ở đây là nó gì ạ? Nó hiểu ra là 10 tiêu chí của cuốn truyện tranh nhé. Rồi, bây giờ mình nói là gì ạ? Dựa trên các tiêu chí đấy, đó, đấy chứ ạ? Hãy viết cho tôi tiêu đề. Không phải tiêu đề, nó lại hiểu ra tiêu chí. Đấy, viết cho tôi 5 chủ đề, 5 tiêu đề sách đi. Tiêu đề truyện ngắn đấy, độc đáo nhất, độc đáo, thú vị. Đấy, tiểu truyện ngắn chú heo béo và chú lợn tinh. Chú heo béo và chú lợn tinh sống trong một nông trại. Chú lợn tinh rất thông minh, giúp đỡ chú heo béo tìm thức ăn và tránh né kẻ thù. Nhưng chú lợn tinh cũng phải học cách tôn trọng và chia sẻ người khác khi chú heo béo cần giúp đỡ. Cô gà con và mảnh ghép của cô. Cô gà con sống trên nông trại và luôn tò mò thế giới xung quanh. Một ngày nọ, cô tìm thấy một mảnh ghép và quyết định tìm các mảnh ghép khác để hoàn thành bức tranh. Nhưng khi gặp các trở ngại, cô phải học cách hợp tác và giúp đỡ người khác để hoàn thành bức tranh. Cuộc phiêu lưu của cô cừu và bầy bé. Cô cừu sống trên nông trại và luôn khám phá thế giới xung quanh. Một ngày nọ cũng quyết định dẫn bầy bé đi khám phá vườn hoa bên cạnh. Đấy, khi mà gặp bầy bé gặp nguy hiểm, cô cừu phải học cách bảo vệ chăm sóc cho bầy bé. Đấy, chú gà con và bài học tình bạn. Chú gà con sống trên nông trại và rất thân thiết với chú chó. Nhưng chú chó khi đi lạc thì gà con đã học cách dũng cảm và sáng suốt để giúp đỡ bạn mình trở về nhà. Cô bé tinh nghịch và bài học tôn trọng. Cô bé sống trên nông trại và thường xuyên phá hoại vườn rau của bà nội. Nhưng khi cô bị bắt quả tang, cô học cách tôn trọng người khác, hợp tác để tạo ra những thứ tuyệt vời từ vườn rau. Đấy. Thì bây giờ mình thử chọn cái cô gà con đi. Đấy. Bây giờ mình lấy cái chủ đề là cô gà con và mảnh ghép nhé. Đấy. Thì mình nói là gì ạ? Hãy đóng vai là tác giả cuốn sách này. Đấy. Và viết cho tôi đấy, nội dung cuốn truyện tranh đấy, nội dung cuốn truyện đi, cuốn truyện này đấy, có tiêu đề như này, được chưa? Cô gà con và mảnh ghép của cô, được chưa? Đấy. Yêu cầu này phải có phải đáp ứng 10 tiêu chí đã nêu bên trên. Đấy, được chưa? Đây mình đưa luôn tiêu chí, nó tự đưa tiêu chí xong nó tự đáp ứng tiêu chí luôn, đúng không ạ?
Cô gà con sống trong nông trại nhỏ của mình, cô luôn tò mò thế giới xung quanh và thường tìm kiếm điều mới lạ. Một ngày nọ, cô tình cờ tìm một mảnh ghép nhỏ và cô nghĩ rằng đây chắc chắn một phần của một bức tranh lớn hơn. Cô quyết định đi tìm các mảnh ghép để hoàn thành bức tranh. Đấy, cô đi khắp nơi nông trại để tìm kiếm mảnh ghép khác, nhưng cô gặp phải nhiều trở ngại. Đây là nó tóm tắt rồi anh chị em ạ, đúng không ạ? Rồi, nó tóm tắt rồi nha. Đây là cái phần gọi là outline, phần sườn, phần tóm tắt rồi kìa. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nói là gì ạ? Hãy dàn cảnh. Dàn cảnh hay là phân cảnh. Đấy, hãy phân cảnh. Hãy phân cảnh. Đấy. À, theo dạng bảng đấy. Có cột gì ạ? Cột cột thứ tự. Đấy. Cột nội dung, cột cột tên cảnh. Đấy. Cột bối cảnh. Bối cảnh. Cột nội dung. Đấy. Nội dung chính. Và cột các lời thoại của các nhân vật. Đấy. Nói chuyện với nhau. Xem làm được không nhá. Cô gà con và mảnh ghép của cô. Thứ tự này. Đấy, bối cảnh. Cô gà con tìm thấy một mảnh ghép trên đồng. Đấy, nội dung chính. Cô gà con tìm thấy mảnh ghép trên đồng có một, có thể phần bức tranh lớn. Cô gà con lời thoại. Wow, cái gì đây? Đó mảnh ghép, tôi chắc nó là một phần của bức tranh lớn. Tôi sẽ tìm kiếm bức ảnh đó. Anh em thấy không? Có lời thoại rồi. Đấy, bối cảnh thứ hai. Tức là gì ạ? Là cái cảnh để mà gì ạ? Chúng ta làm truyện tranh, chúng ta phải có những cái cảnh đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải có bối cảnh, là cái background cộng với cả nhân vật chính ở trong đó. Đúng không ạ? Thì ở đây nó dàn trang cho mình luôn. Cô gà con đi tìm kiếm mảnh ghép. Thì chúng ta phải biết là gì ạ? Là cái việc mà đi tìm kiếm thì nó sẽ có những cái gì ạ? Đúng không ạ? Đấy. Đấy. Cô gà con nhờ chú chó giúp đỡ. Cô gà con nhờ chú chó giúp đỡ và cùng nhau tìm kiếm. Cô gà con này. Chó ơi, tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tìm kiếm mảnh ghép còn lại. Bạn có thể giúp tôi được không? Sau đó cô gà con gặp bác gấu và chú heo béo. Đấy, sau đó lại nhờ họ. Đấy, bác gấu, chào gà con. Bạn đang cần giúp đỡ gì? Chú heo béo lại. Chào gà con, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Cô gà con nói, tôi đang tìm kiếm mảnh ghép để hoàn thành bức tranh. Nếu bạn có thể giúp tôi không? Nha. Đấy, sau đó là bối cảnh tiếp theo. Chỗ này nó vẫn đang rất tóm tắt nha. Đấy. Được chưa ạ? Rồi, mình yêu cầu này gì ạ? Hãy viết chi tiết đầy đủ hơn toàn bộ cuốn truyện trên. Đấy. Đấy, giọng văn của nhà văn. Mình nhắc lại cái giọng văn nhé, bởi vì mỗi một người có một cái giọng văn khác nhau anh em ạ. Đấy, của nhà văn nhé. Đấy, thu hút, hấp dẫn. Đấy, lôi cuốn. Đấy, bất ngờ, hài hước. Đấy, có tính giáo dục cao. Đấy chứ ạ. Mình bảo nó viết chi tiết đầy đủ xem này. Xem là nó có chịu viết chi tiết cho mình không. Không viết tóm tắt nữa. Một ngày nọ, cô gà tình cờ tìm mảnh ghép trên đồng cỏ và nghĩ rằng. Đấy. Đấy, nó vẫn viết tóm tắt rồi. Lại bài học rồi. Rồi, ok. Thế bây giờ mình hay gì ạ? Hãy giúp tôi lên outline cho cuốn truyện trên. Đấy chưa ạ? Nó hiểu outline là gì anh chị em nhé. Outline đó là cái sườn bài. Đấy chưa ạ? Rồi, phần 1 giới thiệu nhân vật chính. Đấy, phần 2. Đấy, cô gà con tìm mảnh ghép đầu tiên. Đấy. Đấy, cô gặp phải trở ngại. Đấy. Cô học được bài học về sự tôn trọng. Đấy chưa ạ? Đấy. Cuối cùng là hoàn thành bức tranh. Outline đúng không ạ? Rồi. Đấy. Hãy đóng vai
là tác giả nổi tiếng và viết cho tôi phần 1 đấy của cuốn truyện trên. Đấy. Nhiều khi nó không hiểu ấy là mình phải gì ạ? Mình phải nhắc lại cái cuốn truyện trên này. Đấy, được chưa ạ? Cái phần này là cái phần mất thời gian nhất này anh chị em này. Cái phần lên kịch bản nó mất thời gian nhất anh chị em ạ. Còn những cái phần khác thì nó sẽ dễ hơn, nhưng phần này là phần mất thời gian nhất. Đó. Đó. Rồi, mình sẽ thêm vào đấy những cái gì ạ? Những cái lời thoại nhé. Hãy đọc tiếp theo cuốn truyện tiếp theo đúng không ạ? Đây. Hãy viết chi tiết phần trên có lời đối thoại giữa các nhân vật trong truyện. Đấy. Rồi, xem nó có lời thoại không nhá. Wow, điều này thật tuyệt vời. Sao anh sao lại có mảnh ghép như này trên đồng cỏ nhỉ? Cô tự hỏi. Cô cầm mảnh ghép đi vào nông trại tìm kiếm mảnh khác khác. Đấy. Rồi cô đã đi qua nhà chuột hỏi anh ta có bất cứ mảnh ghép nào không. Xin lỗi, cô gà con, tôi không thấy bất kể mảnh ghép nào. Chuột trả lời. Cô gà con cảm thấy buồn và tiếp tục đi tìm kiếm tiếp. Nhưng khi đến nhà bò, cô đã hỏi bò thấy bất cứ mảnh ghép nào không. Không, cô gà con, không, cô gà con, tôi không tìm thấy bất cứ mảnh ghép nào. Bò trả lời, cô tiếp tục đi tìm kiếm và... Đấy. Không, tôi không tìm được bất kể mảnh ghép nào. Nhưng khi cô đến gần nhà chú chó, cô đã tìm thấy một mảnh ghép khác. Cô cầm mảnh ghép lên trong tay và nhìn kỹ. Wow, một mảnh ghép khác, nó có thể là một phần bức tranh mà tôi đang tìm kiếm. Cô gà con suy nghĩ. Cô đã tìm hỏi chú chó có biết gì bức tranh này không. Chú chó nói rằng anh không biết gì cả. Cô gà con rất vui mừng khi tìm mảnh ghép mới, hy vọng sẽ tìm được đủ mảnh ghép. Cô tiếp tục đi tìm khắp nông trại về các mảnh ghép khác. À, đến nhà bác gấu có hỏi không, bác gấu trả lời cũng không có mảnh ghép nào cả. Cô cảm thấy rất là chán nản và tìm kiếm mảnh ghép suốt cả ngày nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Cuối cùng cô gặp chú heo béo, một người bạn mới. Chú heo béo đã chia sẻ với cô rằng đã tìm thấy một mảnh ghép nhỏ trên đồng cỏ hôm qua. Đấy, tôi cảm thấy may mắn tìm được mảnh ghép này. Cảm ơn heo béo rất là nhiều. Không có gì cả, tôi vui vì giúp được bạn. Hy vọng bạn có được đủ số mệnh để ghép bức tranh của mình. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có được sự giúp đỡ của bạn bè. Hy vọng tìm được đủ số mệnh ghép. Hãy đón đọc phần tiếp theo của cuốn truyện, kinh chưa? Đấy, cô gà con mảnh ghép để với câu trả lời. Đấy, cô quyết định sắp xếp các mảnh ghép theo kích thước. Theo kích thước. Đấy. À, bắt đầu tìm kiếm mảnh ghép khác trên nông trại, cuối cùng đã tìm thấy đủ số lượng để hoàn thành bức tranh. Cô lắp ráp lại. Này, cô quyết định đưa bức tranh đến một triển lãm nghệ thuật của nông trại để chia sẻ những người khác và trở thành nguồn cảm hứng cho con khác trên nông trại. Và đó câu chuyện. Đấy. Đấy, câu chuyện của cô, một câu chuyện về sự tò mò, khám phá và bài học cuộc sống. Đấy, nó cũng chưa được hay lắm. Đấy, mình nói là gì ạ? Viết lại cho tôi đoạn cuối. Đấy. Đấy. Với tiêu chí đó, có bài học sâu sắc hơn về sự tò mò và khám phá cuộc sống quan trọng như thế nào. Đấy. Đấy, viết lại cái đoạn cuối này. Đấy. Đấy, nó viết lại cái đoạn cuối này. Đấy. Đấy. Cuộc sống có rất nhiều điều khám phá học hỏi, chúng ta nên không bao giờ nên ngừng tìm kiếm điều mới mẻ. Chúng ta chỉ mở rộng tầm nhìn và giữ tinh thần tò mò
chúng ta có thể tìm thấy những mảnh ghép quan trọng để hoàn thành bức tranh cuộc đời của chính mình. Anh chị em thấy không ạ? Tất cả nó là gì ạ? Là do mình yêu cầu hết. Đấy. Cho nên là mình mới là người đạo diễn, mình là cái người mà tác giả của cái cuốn truyện này. Đúng không ạ? Ok nhá. Thì thực tế là Huy chưa hài lòng hoàn toàn với cả cái kịch bản này đâu. Nhưng mà chúng ta tạm thời đồng ý với nó để đi sang bước tiếp theo. Anh chị em đồng ý không ạ? Nhá. Rồi. Thì bây giờ là việc của mình là gì ạ? Là copy toàn bộ chỗ này vào. Ok nhá. Đây. Mình mới copy sang bên này. Đây. Đấy, cái đoạn này. Đây. Rồi. Đến đoạn này. Đây. Đây. Rồi. Rồi, như vậy là xong nhá, xong cái phần gọi là kịch bản nhá. Nó chưa được hoàn hảo, chưa được hay lắm đâu, nhưng mà chúng ta tạm chấp nhận nhá. Đấy, đây là một cái đoạn truyện ngắn này, được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta có thể làm thêm một cái việc nữa, đó là chúng ta có một cái đoạn mà nó bảo là đọc thêm ấy, là mình phải xóa cái đoạn đấy đi. Cái đoạn mà để đọc thêm đâu nhỉ? Hãy đọc thêm này, đón đọc này. Đấy. Đấy. Bỏ cái đoạn này đi nhé. Rồi. Thì nó sẽ là cái câu chuyện nó liền mạch. Bây giờ mình copy cái chỗ này nha. Mình yêu cầu nó là gì ạ? Hãy phân cảnh cho tôi để dàn trang làm một cuốn truyện tranh với nội dung sau. Đấy, nó dàn trang đấy, trang 1 này, khung cảnh này, đấy, thấy chưa ạ? Có gà con này, đi bộ trên đồng cỏ này, và tìm thấy mảnh ghép này, nội dung chính này, đấy, lời thoại này, trang 2 này, thấy ạ? Khung cảnh này, thấy ạ? Nội dung chính này, thấy ạ? Lời thoại này, thấy ạ? Đấy, lời thoại thì gà con này, nói chuyện với cả chuột này, chuột nói chuyện với gà con này, thấy chưa ạ? Rồi, trang 3 này, khung cảnh này, gà con gặp chú heo béo này, được chưa ạ? Đấy. Đấy, heo béo là chào này, gà con là tìm kiếm này. Đấy. Từ đoạn con giờ. Đấy. Stop. Tiếp tục từ trang 4. Bỗng nhiên ba cấu nói, chờ một chút, tại sao chúng ta không thử nhìn từ trên cao? Các con vật cảm thấy tò mò và quyết định thử. Họ chạy đến tòa nhà lớn nhất trên nông trại và lên đến tầng trên cùng. Từ đó họ nhìn xuống toàn cảnh. Các con vật đã bất ngờ nhận ra rằng những mảnh ghép bị rải rác khắp nông trại. Nhưng khi từ nhìn trên cao, những mảnh ghép đó tạo thành bức tranh lớn và đẹp mắt. Cái đó là bức tranh mà tôi đang tìm kiếm, cô gà hào hứng nói. Các con vật đã hợp sức để thu thập tất cả các mảnh ghép lại và đưa chúng lại với nhau thành bức tranh lớn. Cuối cùng bức tranh đã hoàn thành và trông thật tuyệt vời. Đó. Ok rồi, đúng không anh chị em nhá. Thì ở đây ấy, là chúng ta hiểu được thêm cái ý tưởng là dàn trang, là trang 1 ấy, thì nó sẽ có mấy yếu tố như sau. Thứ nhất là khung cảnh, thứ hai là nội dung chính, thứ ba là gì ạ? Lời thoại, được chưa ạ?
Đấy, chúng ta hiểu cái điều này. Và khi mà chúng ta hiểu điều này rồi ấy, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái gì. Chúng ta biết là chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì. Đấy, chúng ta cần phải chuẩn bị những nhân vật nào, đúng không ạ? Nhá. Đấy, thì cái đoạn này nó bị ngắt và sau đó nó bị hơi hơi lệch một tí thì không sao nhá. Đấy, mình vẫn có thể áp dụng nó vào được. Được chưa ạ? Trang 4 bị lỗi đúng không ạ? Đấy, thì không sao nhá. Đấy, mình vẫn có cách để mà mình lắp vào nha. Đấy, cái đoạn trang 4 này. Đấy, thì đáng ra là đấy, mình có thể đưa cái phần này vào, mình yêu cầu nó gì ạ? Đấy. Yêu cầu nó là gì ạ? Đấy. Dàn trang cho tôi. Đoạn chuyện sau. Đấy. Nó không dàn trang rồi. Ok, không sao. Thì mình hiểu được cái cách dàn trang rồi anh chị em nhé. Mình hiểu cách dàn trang rồi thì cái việc mà mình nhờ nó dàn trang thì lúc đấy mình không quá quan trọng đâu. Đấy chị ạ, bởi vì đây là chuyện ngắn thôi. Nên mình bỏ qua cái bước này nha. Vì là mình học chính là học về chat, học về Midjourney, không phải hôm nay không phải học chat GPT. Nhưng mà anh chị em biết là Huy mất nhiều thời gian nhất là ở phần chat GPT này. Anh chị em ạ. Đúng không ạ? Để Huy chia sẻ cho anh chị em hiểu rằng là chat GPT, cái kịch bản là cái khó nhất, đau đầu nhất. Và để mà trau chuốt được cái kịch bản là khó nhất, là nó mệt nhất. Chứ còn vẽ thì nó dễ. Đúng rồi. Ok không ạ? Như vậy là ở đây nhá, chúng ta bắt đầu này. Đấy. Ở đây nhá, với toàn bộ cái chỗ này nhá. Toàn bộ cái chỗ này nhá. Thì mình thử hỏi nó xem là gì ạ? Đấy. Nào, mình hỏi nó là gì ạ? Hãy liệt kê cho tôi những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện sau và các biểu cảm của họ, biểu cảm phải hành động của họ. Đấy, có trong câu chuyện. Đấy, trình bày dưới dạng bảng. Nào, xem nó có hiểu ý mình không nhá. Nhân vật này, biểu tượng hành động trong câu chuyện này. Cô gà con này, tò mò này, muốn khám phá thế giới xung quanh này, tìm kiếm mảnh ghép này. Đấy, hào hứng này, chuột này. Đấy, không biết gì. Đấy. Các con vật tò mò này. Đấy. Đó, như vậy là gì ạ? Nó có là gì ạ? Cô gà con này, chuột này, bò này, chó này, heo béo này, bác gấu này. Được chưa ạ? Và với những cái câu chuyện mà có nhiều nhân vật như này, theo anh chị em là làm truyện tranh là dễ hay khó? Theo anh chị em là cái câu chuyện mà có nhiều nhân vật là khó hay dễ? Với một chuyện ngắn mà có nhiều nhân vật như vậy là khó hay dễ? Theo anh chị em là khó hay dễ? Khó đúng không ạ? Khó hay dễ? Khó đúng không ạ? Đúng rồi. Đa số anh chị em đều nghĩ rằng là khó. Nhưng mà thực tế anh chị em là gì ạ? Là dễ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái nhân vật của mình ấy, nó xuất hiện rất là ngắn. Cho nên là mình không cần phải đau đầu cái việc làm sao để cho nó nhất quán. Đúng không ạ? Không phải đau đầu là gì ạ? Phải tạo ra rất nhiều biểu cảm của một nhân vật. Thì đấy mới là khó. Đấy, khó nhất để là tạo ra nhiều biểu cảm của một nhân vật mà các nhân vật đấy nó phải là gì ạ? Nó phải trùng nhau, nó phải giống nhau. Cái đấy mới là cái khó nhất. Chứ còn nó xuất hiện có đúng một lần nữa, ở một cái trang thôi thì sao ạ? Thì rất là dễ. Ok không anh chị em? Nhá. Với Midjourney thì chúng ta làm việc này rất dễ, không hề khó. Được không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu về tạo hình các nhân vật. Ok không ạ? Nhá, bây giờ mình tạo hình các nhân vật này. Mình tạo hình các nhân vật nhá. Đồng ý là ít nhân vật thì dễ hơn đúng không ạ? Đồng ý là ít nhân vật thì dễ hơn ạ. Nhưng mà xin thưa với anh chị em là gì ạ? Ít nhân vật nhưng mà để nhân vật nhất quán ấy, nhất quán về hình dáng rồi các thứ ấy, xong rồi yêu cầu nó phải hành xử theo đúng cái ý mình ấy, thì đấy mới là khó. Được chưa ạ? Đấy, nhưng mà chỉ có nhân vật, nhiều nhân vật nhưng mỗi nhân vật xuất hiện ít thì lại là dễ. Đấy là cái sự khác biệt của cái việc mà
ứng dụng và công nghệ đấy. À, cái bí kíp này, cái mẹo này làm rồi thì mới thấy là nó dễ, còn chưa làm thì mình đều nghĩ là như vậy. Mới đầu Huy cũng nghĩ như anh chị em, mới đầu Huy cũng nghĩ rằng là nhiều nhân vật này chắc là khó lắm, nhưng mà thực tế nó là ngược lại anh chị em. Ok ạ. Rồi bây giờ mình sẽ vào đây, mình sẽ thiết kế nhân vật nhé. Thiết kế nhân vật thì đầu tiên đó, mình làm đơn giản thôi anh chị em, mình suy nghĩ đơn giản thôi, đừng suy nghĩ phức tạp, được chưa? Bây giờ là cô gà con đúng không? Cô gà con thì mình ghi là gà con là gì ạ? Chicken đúng không ạ? Chicken đúng không ạ? Con gà là chicken đúng không ạ? Gà con là gì ạ? Gà con là gì anh chị em? Small chicken hay là gì ạ? Cute chicken đi, đúng không ạ? Một con gà con thật là đáng yêu đúng không ạ? Rồi con gà con này sẽ phong cách là gì ạ? Là truyện tranh. Truyện tranh là gì ạ? Comic book. Comic book đúng không ạ? Anh chị em không giỏi tiếng Anh nhé, Huy chia sẻ anh chị em cách dễ. Vào Google dịch, được chưa? Đấy, gà con đáng yêu, được chưa? Chích đấy, gà con đáng yêu, adorable. Đấy, như vậy. Gì nữa? Màu gì ạ? Lông màu gì ạ? Lông màu vàng. Lông màu vàng, được chưa? Gì nữa anh chị em? Đấy. À, mình nó là gì ạ? Là hình minh họa. Hình minh họa. Mình minh họa cho cuốn truyện tranh mà, được chưa? Màu sắc thì mình muốn 3D sắc nét, hay là mình muốn hình nó dạng hình trẻ em, nó hình phẳng ấy, thì nó gọi là gì ạ? À, hình phẳng. Phẳng. Đấy, 2D thôi. Không 3D nhá. 3D nó lại ra ấy. Đấy. Hình phẳng hay là màu phẳng. Đấy. Flat. Hình phẳng, màu phẳng. Màu phẳng tức là sao ạ? Nó không có những tạo những hình khối ấy. Hình khối rồi đổ bóng rất là cầu kỳ. Lúc sau mình ghép các nhân vật với nhau rất khó anh em. Được chưa? Ok nhá. Đấy, thì mình muốn là nhân vật này nó là gì ạ? Nó nhiều cái trạng thái khác nhau thì nó gì ạ? Nhiều cái cảm xúc, nhiều biểu cảm. Được chưa? Rồi, mình muốn nó gì ạ? Gọi là cái cảnh ấy. À đâu rồi? Thế thôi nhá. Tạm thời thế này nhá. Được chưa? Đây là cái đơn giản nhất anh chị em nhá. Không biết gì về lệnh Midjourney hết, cứ lên Google dịch nghĩ sao viết xuống, copy vào, xong nó xem nó ra như nào, sau đó tính tiếp, được chưa? Đấy. Rồi. Cứ cho nó thử đi đã. Được chưa? Cứ cho nó thử đi đã, xong bắt đầu mình lại tính tiếp. Đó. Thì ở đây á, đầu tiên là mình cứ thử đã, xong đó Huy sẽ đưa thêm một số câu lệnh nữa vào. Anh chị em, Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách làm sao để mà mình thống nhất một cái nhân vật mà nó không bị là gì ạ, nó không bị phá lung tung hết. Bởi vì vẫn là câu lệnh này thôi, nếu anh chị em mà gì ạ, không biết cách ấy, thì nó gì ạ, lần sau nó ra lại ra một loạt những cái con nó khác hoàn toàn. Đó. Rồi. Đây. Nó đang chuẩn bị hình thành cái nhân vật cho mình đây. Được chưa ạ? Rồi. Ok không? Anh chị em thấy gà con này có đáng yêu không? Hợp lý nhá. Bây giờ mình chọn con nào đây? Con số này nhá, con trên này nhá hay con dưới này? Vì có nghĩ là thấy là con dưới này đẹp này. Con số 3 nhá. Mình chọn là U3 này. Được chưa ạ? Đấy. Xong mình làm cái nữa là V3 này. Được chưa ạ? Đấy. Được chưa ạ? V3 này. Đấy. Thì mình nói là gì ạ? Đấy. Multi pose. Đấy, sis. Đó. Được chưa? Rồi. Enter. Đấy. Đấy, mình chọn là gì ạ? White background. Tức là nền trắng nhá. Mình chọn nền trắng cho nó dễ sau này mình xóa phông nó dễ. Dạ. Hình 2D thì mình dễ ghép hơn anh chị em ạ. 3D ghép nó khó. 3D ghép vào nó khó lắm. Đó, anh chị em thấy bộ hình này ok chưa? Rồi.
Anh chị em thấy không ạ? Huy tạo ra được 6 cái cảm xúc khác nhau rồi này, được chưa? Như vậy là gì ạ? Chỉ có một câu lệnh thôi, Huy đã tạo ra được 6 con gà là giống nhau với cảm xúc khác nhau, được chưa ạ? Đấy, rồi thêm một câu lệnh nữa là mình đã ra được thêm khoảng độ 12 con nữa, nó cũng gì ạ? Nó xem như vậy, được chưa ạ? Nhưng mà có vẻ như là mấy con này ấy, thì nó hay hơn, cho nên là mình gì ạ? Mình đưa con này lên, upscale cái con U1 này lên, được chưa ạ? Rồi, bây giờ mình cần thêm những cái cung bậc cảm xúc nào nữa của gà con. Bây giờ là thiết kế nhân vật nhé. Thiết kế nhân vật này, được chưa ạ? Thiết kế nhân vật thứ nhất là gà con này, được chưa ạ? Gà con ấy thì chúng ta đọc ở trong cái phần này nhé. Đấy, chúng ta đọc phần này nhé, được chưa ạ? Đấy, mình đúng ra ấy là nó phải ra đấy, đấy là gì ạ? Hãy liệt kê cho tôi những từ khóa chỉ cảm xúc trong đoạn văn sau. Từ khóa chỉ cảm xúc này: tò mò, hứng thú, tự hào, xin lỗi, hợp tác, ngạc nhiên, quyết định, sáng tạo, hiệu quả, mạo hiểm, khám phá, cảm hứng, học hỏi, tâm trạng tích cực. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, bây giờ mình bảo nó gì ạ? Dịch. Gì ạ? Mình cần từ khóa để mình đưa vào trong cái nhân vật của mình đúng không ạ? Dịch ra tiếng Anh. Thế là mình có luôn bộ từ khóa để mà gì ạ? Để mà thiết kế nhân vật đúng không ạ? Dịch ra tiếng Anh đoạn thôi, cái này copy vào Google dịch cho nhanh. Lâu ấy, nhanh chưa? Ok anh chị em thấy nhanh không? Đấy nhá, đây, thế này là xong này, sẽ có cả Gò Vấp vào đây. Rồi tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh, được chưa? Hứng thú, hung beat này. Hứng thú, interest. Đấy, như vậy ạ, đây chính là gì ạ? Đây chính là những cái cung bậc cảm xúc mà gì ạ? Mà chúng ta có thể nhìn thấy. Bây giờ mình lại có thể là gì ạ? Làm cái việc này nữa. Thực ra là mình không cần đâu, nhưng mà mình cứ làm cho nó ấy rồi. Đấy, chia cho tôi những cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Đấy, cảm xúc tích cực này, có interest này, tự hào này. Đấy, hợp tác, ngạc nhiên này, quyết định này. Đấy, cảm xúc tiêu cực này, xin lỗi này, rủi ro này, đúng không ạ? Đấy nhá. Thì đấy, mình có thể viết thêm lên là gì ạ? Những từ đồng nghĩa với từ, ví dụ như này, interest, hứng thú chẳng hạn nhé, mình muốn mở rộng nha. Đấy, mình bảo nó liệt kê những từ đồng nghĩa với cái từ interest. Đấy, nó lại ra tiếng Việt đó. Cái này mình lại copy sang phần dịch. Đó, như vậy là mình có gì ạ? Mình có một loạt những cái từ khóa thể hiện cái cảm xúc của nhân vật, anh chị em ạ. Đây là cái mẹo để mình có rất nhiều những cái cảm xúc mà mình không cần phải đi tìm, mình không cần phải nhớ, được không ạ? Và những cái cảm xúc này, những cái từ khóa này ấy, thì khi mà đưa vào trong Midjourney ấy, nó sẽ hiểu cái ý của mình hơn, được chưa ạ? Đấy, bây giờ mình thử xem nhá. Đấy, mình đưa vào đây nhá. Bây giờ anh chị em tưởng tượng như này, được chưa ạ? Việc của mình đó là gì ạ? Copy cái đoạn này đưa vào đây, đúng không? Bình thường là mình làm như này, đúng không ạ? Đấy, sau đó mình đưa thêm cái cảm xúc vào đây, mình đưa thêm cảm xúc vào đây, ví dụ như là attention này, interest này, attractive này. Đấy, ví dụ thế, được chưa ạ? Đó, mình nhấn enter.
để xem là nó ra được cái những cái cung bậc cảm xúc của gì ạ, của chú gà này không, và nó có được đồng bộ không nhá, để xem nó có đồng bộ không nhá. Nhưng mà cách để mà Huy làm thì nó sẽ là như này đấy, anh chị em thấy là gì ạ, chỉ với là gì ạ, mình copy nguyên si cái dòng lệnh cộng với cả những cái cảm xúc mình đưa vào rồi nhá, thì ngay lập tức mình ra được một cái bộ bộ ảnh, bộ nhân vật mới với những cái cung bậc cảm xúc khác nhau đấy, anh chị em thấy không ạ? Nhưng ở đây chúng ta gặp một vấn đề, đó là gì ạ, đó là cái tạo hình nhân vật ấy, cái tạo hình nhân vật ấy của cái con bên dưới này ấy, nó không giống tạo hình nhân vật của con trên này, nó hơi khác một tí. Thì cái câu hỏi đặt ra là gì ạ, làm thế nào để mình có thể là gì ạ, thống nhất được cái nhân vật này? Thì đây là một cách này anh chị em nhé, dễ cực kỳ luôn. Anh chị em kéo con này thả xuống đây, được chưa ạ? Cách ra một cái, xong copy toàn bộ cái đoạn này, dán vào đây, nhấn Enter. Anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Là cái tạo hình nhân vật của cái lớp mới này nó sẽ giống với cả cái bộ ảnh này mình đưa vào, được chưa ạ? Mình đưa cái bộ ảnh này vào, ngay lập tức nó sẽ hiểu rằng mình muốn tạo hình nhân vật giống những con này, kèm theo những cái cảm xúc mình mới đưa vào này, được chưa ạ? Và đây là cách để Huy tạo ra được hàng trăm cái trạng thái nhân vật, hàng trăm cái nhân vật khác nhau, nhưng mà gì ạ, là vẫn có thể là đồng bộ hóa về mặt hình ảnh được. Đó. Đấy nhá, anh chị em nhìn thấy những cái hình con trên này nhá, hình con gà trên này nhá. Và so sánh hai cái bộ hình mà mình không không đưa mẫu với một bộ hình mình có đưa mẫu. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Cái bộ hình không đưa mẫu nhìn thấy màu nó gì ạ? Màu nó nhạt nhạt đúng không ạ? Bây giờ cái bộ hình này mình có đưa mẫu vào thì anh chị em nhìn thấy không ạ? Là có cái hình ảnh ấy, nó gì ạ? Nó sát hơn so với cả những cái mẫu mà mình mong muốn, đúng không ạ? Hai cái bộ này nó đã khác nhau rồi, và cái bộ này này đấy, nó gần giống với cả bộ này rồi. Tức là gì ạ? Là cái tạo hình nhân vật ấy nó gần giống với bộ này rồi. Được chưa ạ? Ừ. Cách chính xác hơn, đúng hơn đó là gì ạ? Download bộ này xuống. Đây là làm kỹ nhá. Download bộ này xuống, sau đó là gì ạ? Cắt ra từng con một nhá. Cắt ra từng con một, đưa vào Canva hoặc đưa vào con Photoshop, cắt ra từng con một, up lên. Được chưa ạ? Đấy. Đưa tách từng con ra, up lên. Đấy. Sau đó bắt đầu mới gì ạ? Mới đưa hết nó vào đây. Đúng không ạ? Tải hết nó lên đây. Sau đó là không phải một hình ảnh đâu, mà gì ạ? Mình có 6 hình ảnh mình xếp chồng lên đây. Thì đảm bảo anh chị em ra cái nhân vật cực kỳ nhất quán luôn. Và cái này Huy làm để ứng dụng cho gì ạ? Cho những cái nhân vật mang tính chất là những nhân vật là người ấy. Ví dụ như là những cái người mà nó có rất nhiều những cái chi tiết, ví dụ tóc thì màu gì, mắt màu gì, mũi cao như nào, rồi miệng như nào ấy, thì với những cái nhân vật mà nó phức tạp ấy thì mình dùng cách này nó rất là dễ. À, cách phải dùng cái cách mà chia nhỏ nó ra. Anh chị em nhá. Đúng không ạ? Ở đây là Huy đang hướng dẫn một cách cơ bản thôi. Ấp cách nào đây, mình đưa vào dấu cộng này, mình nhấn dấu cộng, mình nhấn tải tài liệu lên này. Được chưa ạ? Đấy, mình nhấn tải tài liệu lên này, được chưa? Mình nhấn Enter phát, thế là nó lên thôi. Ok không ạ? Mình muốn lấy hình ảnh này nhá. Mình muốn lấy hình ảnh này nhá. Mình kéo hình ảnh này xuống đây, thế là xong. Đấy, ví dụ như này. Đấy. Nhá. Cầm cái hình ảnh này này, anh chị em thấy giữ chuột trái này, đưa thả nó xuống đây này, thế là xong nữa. Được không ạ? Dễ không ạ? Đấy, mình chỉ cần cách ra xong mình đưa cái câu lệnh của mình vào là xong nhá. Đấy là cách rất là dễ. Đúng không ạ? Ok, thì ở đây chúng ta đã có tạo hình của nhân vật gà này, được chưa ạ? Đấy. Tuy nhiên nhân vật gà nó còn thêm một cái tạo hình nó buồn nữa. Chúng ta lại copy nguyên si chỗ này nhá, anh chị em nhớ này, copy nguyên si chỗ này nhá. Đến cái đoạn mà gì ạ? Đến cái đoạn mà cảm xúc này thì mình bỏ đi này. Mình sẽ đưa những cảm xúc như là buồn này, sad này, thất vọng này, buồn, thất vọng thì chúng ta lại lên đây. Ví dụ như là thất vọng. Đấy, được chưa? Disappointed. Được chưa? Đấy, buồn, thất vọng rồi là mệt mỏi. Đấy, tired. Với lúc mà đi tìm ấy
đấy, đi tìm cái đấy là mệt mỏi đấy, chán nản. Bò rồi, tức là những cái cảm xúc tiêu cực, được chưa? Rồi nhấn enter, ok không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta đã tạo ra những cái thêm những cái cung bậc cảm xúc khác của cái bạn nhân vật chính. Các bạn nhân vật chính là mất thời gian nhiều nhất anh chị ạ. Còn nhân vật phụ thì rất là easy, rất là dễ. Anh chị em chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách tạo ra nhân vật phụ cực kỳ dễ luôn. Được chưa ạ? Ok nha, nhân vật chính mới là khó. Nhân vật phụ thì rất dễ. Rồi, bây giờ tranh thủ lúc đấy thì mình tạo nhân vật phụ nhé. Tranh thủ lúc đấy thì mình cũng vậy, mình cũng copy cái đoạn này. Được chưa? Mình copy cái đoạn chữ này. Đấy anh chị em nhìn thấy không ạ? Là cái tạo hình nhân vật ấy nó là rất giống với những cái nhân vật mà mình đang ấy này. Cho nên là hầu như là chỗ này là mình có thể dùng được gần hết luôn. Mình có thể dùng được gần hết những cái con ở trong cái lớp này luôn. Được chưa? Đấy. Được chưa? Ví dụ những con này này. Nó có rất nhiều cung bậc cảm xúc và mình có thể sử dụng được. Ok em ạ. Sau đó thì mình sẽ ghép sau nhé. Đến cái đoạn ghép thì mình sẽ ghép sau. Mình upscale lên cái con U2 này lên này. Đấy, nó có vẻ gần với con bên trên. Đấy, thì mình upscale con U2 lên. Được chưa? Bây giờ trong lúc đó thì mình đưa vào một cái con nhân vật phụ khác. Đấy, cái nhân vật phụ thứ hai mà mình quan tâm ở đây là gì ạ? Là con gì ạ? Đấy. À, con bò, con chó, con chuột. Được chưa ạ? Đấy, heo béo. Được chưa ạ? Con bò nhé. Bò là cow nhé. Kill cow nhé. Đấy. Kill cow này. Được chưa ạ? Đấy, con bò lông màu gì? Đấy, không quan trọng lắm, được chưa? Đấy. Rồi. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy, mình lại bấm lưu vào. Mình bấm lưu vào nhé. Rồi. Đấy, trên này nó có một lớp con này nữa này. Đấy. Như vậy là cũng đủ cái cảm xúc của con gà là thế, là cũng gần đủ rồi đấy anh chị em ạ. Nó cái câu chuyện nó ngắn, nó cũng không có nhiều đâu. Sao nó bị trùng nhỉ? Lưu chưa? Chỗ này trùng, một con này trùng này. Con này cũng trùng. Con này cũng trùng. Hai con này giống nhau. À đúng rồi, hai con này giống nhau. Đây con này. Con này lúc nãy mình mới up lên. Mình nhớ là mình có hai bộ rồi. Đấy. Được chưa? Rồi. Bây giờ anh chị em nhìn thấy nhá. Đấy, bây giờ là mình để ngẫu nhiên ra những con bò ngẫu nhiên, không quan tâm nó là cái gì, được chưa? Đấy. Bây giờ mình có thể chọn vào đây một cái lớp nào đấy mà mình cảm thấy thích thú nhất. Đó, thì mình chọn đến một bộ. Đó. Mà bộ nào mình không ưng ý ấy, là mình dạ, mình kệ. Mình làm một cái mới. Mình cảm thấy chưa ưng ý lắm, được chưa? Mình sẽ đưa thêm vào một số cái từ khóa, một số câu lệnh nữa nhé. Rồi. Một số cái từ khóa, một số câu lệnh nữa này. Đây là cái cách mà Huy dùng đây này. Anh chị em biết là Huy dùng như nào không? Hướng dẫn anh chị em cách mà Huy dùng nhé. Cái cách mẹo này này. Đấy là gì ạ? Là chúng ta lên trang này. Được chưa? Chúng ta nhấn vào Explorer này. Được chưa? Chúng ta gõ vào đây này. Đó là Q Count. Để làm gì ạ? Để mình lấy tạo hình nhân vật của gì ạ? Đấy, của người ta. Để làm gì ạ? Mình bắt trước. Ok nha. Ở đây chúng ta thấy con bò nào mà mình cảm thấy đáng yêu nhỉ? Đấy, đáng yêu mà xinh xinh nhỉ? Đây nhá. Mình lấy con này nhá. Lấy con này đi. Được chưa? Lấy kiểu con này nhá. Nó cũng phải giống với cả tạo hình của con kia, nó phải là flat. Đây là con lợn này.
Đây, mình lấy con này đi, được chưa? Ok, dạng chibi, con này là dạng chibi. Con này là cartoon. Ok, thì mình nhấn vào đây này, mình nhấn copy này, full comment này, được chưa? Mình đưa vào đây. Anh chị em yên tâm là mình đưa cái câu lệnh vào thôi, nhưng mà gì ạ, nhưng mà nó ra cái hình tạo dáng con bò ấy, nó không hề giống với con kia đâu, được chưa? Mình cứ thử xem nhé, được chưa? Không sợ bị dính bản quyền hay là chống của người ta đâu. Rồi. Ở đây là nó chỉ tựa ra có một con thôi, mà mình muốn một sheet luôn thì mình dùng cái lệnh này, được chưa? Đấy, ở đây là gì ạ, là multi post sheet, được chưa? Đấy, multi emotion, được chưa? Đó, ok nha. Rồi, đấy, anh chị em thấy không ạ? Vẫn là cái câu lệnh đấy thôi, nhưng mà nó ra gì ạ? Nó ra những con hoàn toàn khác, hoàn toàn mới luôn. Nó không hề giống cái con mà mình vừa mới nhìn thấy. Có đúng không anh em? Không. Anh em thấy hướng dẫn vừa rồi là để mình tạo được cái hình ảnh nhân vật nhất quán, anh chị em thấy sao? Cái đấy là cái phần rất là khó ở trong Midjourney, để mà nó thể tạo ra những cái hình gọi là thống nhất là rất là khó khăn, rất là khó. Và Huy đang hướng dẫn anh chị em những cái bước cơ bản đơn giản nhất để những người bình thường cũng có làm được nhá. Không cần phải siêu, không cần phải xuất sắc, không cần phải giỏi tiếng Anh, không cần phải giỏi công nghệ, được chưa? Vẫn có thể làm được. Đấy ạ. Và Huy hướng dẫn anh chị em cách mà mình có thể tìm ra được cái từ khóa đấy như thế nào này. Những cái mẹo để mà mình sử dụng này, những cái cách để mà mình có thể là gì ạ? Tận dụng ý tưởng của người khác này, được không ạ? Tức là mình làm mọi cách để đạt được cái kết quả mình mong muốn. Không quan trọng là cái cách nó là như nào, cuối cùng mình mong muốn kết quả nó là gì, được chưa? Đấy, tức là đây là nó là thực chiến, nó không phải là chỉ đơn giản là lý thuyết anh em, nó là thực chiến, là những cái gì mình làm, được chưa? Đấy, ok nhá. Thì chỗ này mình sẽ làm lại, và Huy cũng phải làm như vậy anh chị em ạ. Tức là phải ngồi phải chỉnh từng ly một tí một, để mà tìm ra cái mà mình mong muốn. Ví dụ cái này mình cho là 2D này. Đấy, flat color này. Đấy, được chưa? Đấy, chỗ này mình comic. Đấy, chỗ này nó là gì ạ? Là comic book nha. Đấy, thêm cái Illustration. Đấy ạ. Không cần phải biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh là mình gì ạ? Mình cứ dùng Google mình dịch thôi anh chị em nhá. Được chưa ạ? Đấy. Rồi. Trong lúc đấy thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ tranh thủ mình lại làm ra một cái con khác nữa. Đấy là gì ạ? Đây không phải con bò nữa, mà sẽ là con gì ạ? Là con heo béo đi. Đấy. Fat pig đi. Đấy chưa ạ? Ừ. Đấy. Con heo này nó rất nhiều cái biểu cảm này. À, con lợn, con bò này rất nhiều biểu cảm này. Đấy. Chúng ta có thể lựa chọn một con cho nó hét ở Mỹ lên nhỉ. Mình có để nó hét đâu mà nó hét ở Mỹ lên nhỉ. Sao con này nó mồm nó to thế? Đấy. Incredible detail. Bây giờ nhá, mình cần nó ngậm cái miệng vào. Được chưa? Đấy, mình bỏ cái phần này đi. Được chưa? Đấy. Rồi. Discuss, mình chọn là gì ạ? Là discuss.
Discuss. Đấy, discuss là gì ạ? Là đang giao tiếp, đang nói chuyện. Đấy ạ. Talking. Đấy, ví dụ thế là gì ạ? À, giao tiếp. Đấy, hoặc là nói chuyện. Nói chuyện. Đấy, talk. Đấy, ví dụ thế. Đấy, con này nó đang nói chuyện ấy. Được chưa ạ? Talking. Đấy. À, bàn bạc. Discussion. Đó. Đấy chưa ạ? Đấy, cái con bò nó đang nói chuyện. Bởi vì là ở đây nó có đoạn đối thoại giữa các con vật mà. Được chưa ạ? Ừ. Rồi. Con heo này thì sao? Con heo này chưa đẹp lắm nhỉ? Đấy, chưa thấy con heo nào đẹp cả. Heo béo thế. À đúng là con heo béo mà. Thôi, con heo nó béo sẵn rồi. Mình để con heo nó bình thường thôi. Để con heo nó béo quá thì trông nó kinh kinh. Đấy. Mình cứ phải làm xong rồi mình thử anh chị em nhé. Cứ làm xong thử, làm xong thử. Rồi. À, discuss nó đang nói chuyện. Đấy, mình bảo nó nói chuyện anh chị em thấy không ạ? Để cái từ discuss, từ talking lên trên là nó gì ạ? Nó talk cho mình luôn. Đấy, bây giờ mình bỏ cái đoạn này thì mình muốn nhấn nhưng mà không ngờ nó lại nhấn, nó lại mạnh quá. Đấy. Đấy. Mình vẫn ở đây là vẫn phải multiple. Đấy. Rồi. Con heo này có vẻ ok rồi này. Mình thấy bộ này được này. Bộ này nhìn trông không giống heo lắm, trông giống con gì ấy. À, Q. Q. Lấy bộ này đi, lấy bộ này được này. Lấy bộ này. Rồi. Bây giờ mình thử lại cái nữa nha. Tạo hình nhân vật này rất là hay luôn. Mình sẽ chỉnh sửa cái chỗ này nha. Multi emotion này. Đấy. Dạ. Đó. Rồi. Rồi. Con bò này. Đây là con bò hay con... À, đây rồi. Mình lấy bộ này nha. Mình upscale cái bộ này lên nha. Bộ này nó đang hơi buồn buồn. Rồi. Lại tạo ra bộ nữa. Mình lại tạo ra bộ nữa. Anh chị em nào mà chưa có cái tài khoản là Midjourney mà gọi là không giới hạn thì inbox cho trợ lý của Huy nha. Đấy. Ủa, đó là lợn siêu nhân luôn. Đây. Mình lấy cái bộ con này đi. Đây. U2 đi. Được chưa ạ? Trông nó dễ thương mà nó phù hợp với cả hình cái con gà đầu chuyện của mình á. Được chưa ạ? Ừ. Mình còn con bò này nó bị làm sao ấy? Mình có yêu cầu nó ấy đâu mà nó cứ há to mồm thế. Con bò nó bị làm sao? Bỏ chữ discussion đi này. Được chưa? Multiple này, bỏ multi emotion đi này. Anime style bỏ đi này. Incredible này, bỏ đi này. Đấy. High detail. Được chưa? Đấy. Cái câu lệnh mình copy của thằng khác cho nên là đôi khi mình phải tinh chỉnh. Chữ bow sai à? À đúng rồi, chữ bow bị sai. Thế nào? Nó thành ra đọc thơ anh chị em ạ. Mình đúng rồi.
Chipo này hình như đọc thơ thế nào. Rồi đúng rồi rồi thế hỏi sao. Emotion này rồi comic book insulation này. Rồi ok lại nhé. Đấy nó bị sai một chữ thôi, còn là nó thành ra cái khác luôn anh chị ạ. Multi post thêm dấu s đúng không, cũng được. Nhưng thực ra là Huy cũng không cần dấu s, bình thường là mình không cần dùng dấu s. Đây con bò này cũng vẻ cũng được này, mình có thể lấy mẫu con bò này, này. Mình lấy mẫu con bò này, mình lấy U4. Cứ thêm cái multi emotion vẫn nó lại ra. Bỏ cái này đi xem. Thêm cái này ha. Đó. Đây nha. Hoặc là cái cách mà dễ hơn ấy. Cách này dễ hơn nhá. Chỉ anh chị em lại cái khác. Không, cái này không được mình lại tìm cái khác. Đây. Vào đây. Đấy. Chuyện tranh nha. Cách tạo hình nha. Đấy. Đó. Thì trong này nó đã có sẵn cái hướng dẫn là tạo hình này. Đây này. Mình copy cái này. Được chưa? Copy cái đoạn này, nó có mấy cái này, flat color này. Đấy. White plane background này. Đấy. Đây cái đoạn này là cái đoạn mà mô tả này, cậu bé này. Đấy, full color này. Multi-pose này, multi-pose này. And expression này. Đó. Mình thêm mấy cái này vào nữa này thì nó sẽ đẹp hơn này. Được chưa? Đây nha, thêm mấy cái này vào nữa này. Đấy, cách đấy dễ hơn nữa là mình vào mình gì ạ? Mình xem sách. Mình vào mình xem sách anh chị em nhé. Đây là Q cow. Q cow. Q cow character. Đấy. Được chưa? Bỏ chữ carton này đi. Đấy. Rồi, watercolor 2D flat color, high detail. Đấy. Được chưa? Đấy, xem chỗ này nó còn cái gì nữa không. White plain background. Đấy, copy ở đây. Được chưa? Đấy, flat color. Đấy. Rồi. Đó. Đây là những cái mà Huy đã làm rồi anh chị em nhé. Đây này. Cái thằng này ấy, là Huy đã tách ra thành rất nhiều các nhân vật nhỏ khác nhau này. Sau đó là Huy lại gì ạ? Up nó lên này. Đấy, sau đó đưa nó vào thành mẫu này. Đó. Và chỉ có thay đổi mỗi một cái, thay đổi cái trạng thái thôi. Đấy chứ ạ? Thay đổi cái emotion cũng như là hành động của cậu bé thôi. Đấy, cái đoạn này là buồn này. Cái đoạn này là vui này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Cái đoạn này là hành động này, là sợ hãi này, là căng thẳng này. Đó. Đấy. Cái này là giận dữ này. Đó. Đó. Tức là mình chuẩn bị trước những cái gọi là cung bậc trạng thái cảm xúc. Đó. Rồi, trong lúc mà mình chờ thằng này thì mình tạo ra thêm một cái nhân vật nữa. Có những nhân vật gì nhỉ? Gà con này, gì đấy? Chuột này, chuột là gì? Mouse, đúng không ạ? Mouse, đấy, được chưa? Rồi, đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó đã ra được cái con bò rất là đáng yêu rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy con nào? Lấy con này nhá. Rồi, lấy bộ này nhá, lấy độ U2 này, lấy bộ này này. Lấy bộ U2 này. Được chưa?
con bèo này khá là dễ thương này. Ok, đúng chưa anh em? Đó. Đấy, mình gọi là có tài liệu mình xem một phát nó ra ngay. Đây là cái cách mà mình làm thực tế anh chị em ạ. Và trong thực tế là anh chị em sẽ gặp những cái tình huống như vậy. Đó là mình nhiều khi mình sửa một chút thôi, nó lại ra, nó lại hỏng hết rồi. Cái việc của mình nó là gì ạ? Là phải có tài liệu để xem. Đúng chưa ạ? Đấy. Ví dụ như là chuột thì mình lấy cũng bộ nào, lấy con nào. Đấy, lấy con này à? Hay là con này. Lấy con U4 này nhá. Lấy con U4 này nhá. Chuột này lấy con U4 này. Lấy con bộ số 4 này. Đấy. Được chưa? Đó. Mấy con này nó chỉ có xuất hiện có một chút thôi, cho nên là mình cũng không cần quá nhiều những cái hình ảnh của nó đâu. Download xuống, ok là xong con bò. Đấy, xong con chuột. Đấy, con heo thì mình có chưa nhỉ? Đây, xong con heo. Như vậy là được gì ạ? Là 4 bộ rồi. Còn thiếu con gì nữa không? Gà, chuột này. Chó. Gấu. Kinh nhỉ, rất nhiều luôn. Không sao, mình chỉ cần dùng một câu lệnh này thôi. Đổi mỗi cái gì ạ? Đổi mỗi cái tên nhân vật thôi, thế là xong. Đấy, thế là mình có lớp chuột này. Được chưa? Bây giờ mình lại thêm một cái lớp nhân vật là gì ạ? Chó. Dog. Rồi, thêm một lớp nhân vật nữa là gì ạ? Là gấu. Gấu là gì ạ? Bè. Đúng chưa? Đấy, hầu hết các lớp nhân vật này nó rất xuất hiện rất là ngắn thôi, cho nên là mình cũng không cần phải quá nhiều tạo ra quá nhiều tạo hình, chỉ có cái nhân vật chính ấy, là tạo nhiều cái tạo hình nhất, được không ạ? Nha. Rồi đến đoạn này là mình coi như là gần xong được cái phần tạo hình rồi. Đấy. Đấy. Và với như cái câu chuyện của mình ấy thì mình nghĩ là cái con này này nó phù hợp nhất này. Đấy, cái con này phù hợp nhất này. Nhưng cái con này thì có vẻ là trông nó linh động hơn này. Nó sắc nét hơn này. Mình lấy con U1 nha. Đấy, hoặc là con này cũng được này. Đấy. Thôi, lấy con U1 đi. Con số 1 đi. Gấu. Gấu thì mình có con gấu ở chỗ này nó lại có mặc áo là không được rồi. Đây, mình lấy bộ này đi, U3 này đi. Được chưa ạ? Đó. Đây là mình đang hướng dẫn anh chị em nha, cho nên là nếu như mà trên thực tế thì mình có thể tạo thêm một số cái variation nữa để mình tìm thêm ra những cái biến thể mà mình cảm thấy ưng ý nhất, được chưa ạ? Đấy. Nhưng ở đây là hướng dẫn anh chị em cách làm thôi nhé. Rồi, sau khi mình có các lớp nhân vật rồi thì mình cần cái gì anh chị em? Cần cái bối cảnh, đúng không ạ? Cần cái bối cảnh. Bối cảnh ở đây ấy, nó chính là cái gì ạ? Là cái nông trại này, đúng không ạ? Là cái nơi mà nó diễn ra cái cuộc nói chuyện này, đúng chưa ạ? Đấy. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ xong là con chó này. Rồi, xong là con gấu này. Bây giờ đến phần bối cảnh nhá. Rồi, xong con gấu download xuống này. Rồi, đến phần bối cảnh này. Bối cảnh ấy, thì việc của mình ấy, là mình vẫn phải lấy những cái từ khóa chính này, được chưa ạ? Bỏ đi cái character này, bỏ cái multipose này, được chưa ạ? Mấy cái đoạn này mình vẫn giữ lại này, được chưa ạ? Children book này, installation này, style này, detail này, watercolor này, hay detail này. Cái đoạn này là mình sẽ bỏ cái white background này đi này, được chưa? Rồi, bây giờ đến cái đoạn này nhá, cái đoạn mà bối cảnh này thì bắt đầu mình sẽ lấy cái bối cảnh là từ cái bối cảnh rộng với bối cảnh chính trước, được chưa? Thì bối cảnh chính của mình là cái gì? Nào, bây giờ chúng ta sẽ
ngồi bàn bạc với nhau là gì ạ? Là cái bối cảnh chính là một cái nông trại đúng không ạ? Nông trại đúng không ạ? Được rồi. Cái nông trại này thì nó có yếu tố gì ạ? Là trong sáng đúng không ạ? Đấy. À, ánh sáng làm sao ạ? Ánh sáng là ban ngày. Đúng chưa ạ? Có ánh nắng. Đúng không ạ? Đó. Và nó làm sao ạ? Mấy cái như là flat color rồi là insulation thì nó có sẵn rồi. Đấy ạ. Mình chỉ đưa thêm vào cái màu sắc chủ đạo của cái gì ạ? Của cái nông trại này thôi. Đúng chưa ạ? Thì cái chủ đạo, màu sắc chủ đạo của nông trại này là sẽ là màu gì ạ? À, màu sáng này, tươi sáng này. Đúng không ạ? Tươi sáng này. Trong sáng, tươi sáng thôi ạ. Rồi có màu vàng. Đó. Ừ. Thoáng. Cái gì cơ? Bạn comment xuống, Nói không nhớ, không rõ là cái gì. Thoáng à? À, thoáng. Rộng đúng không? Rộng rãi. Đấy. Được chưa? Rồi. Mình copy vào nha, copy cái bộ này vào nha. Được chưa ạ? Mình đưa vào đây. Đấy, thế là mình có một cái bộ ấy rồi. Mình có thể đặt cách ra, a frame này. Đấy, được chưa? Đấy, brightly, daylight, have sunny, yellow sunny. Đấy, ánh nắng vàng rực rỡ, kiểu vậy. Đấy. Wiley. Đó, rồi, xong mình test thử xem thế nào. Được chưa? Thì đấy là cái mà mình sẽ tạo ra bối cảnh chính này, xong từ bối cảnh chính đó mình lại tạo ra những cái bối cảnh phụ. Đó. Rồi, cái bối cảnh phụ ở đây ấy, nó là cái gì? Đấy. Đây là đi bộ trên đồng cỏ này. Được chưa? Đấy. Thế chúng ta đã có một cái gì ạ? Cái đồng cỏ. Đấy, thế đồng cỏ là cái gì? Đồng cỏ. Meadow. Đấy, chúng ta lại đưa vào đây. Đấy. Ok không anh em? Đấy, một cái nông trại này cũng rất là hay đấy. Đấy. Chỗ này là nó có thêm cái nhân vật này. Cái nông trại này nhá. Thì mình sẽ làm như này nhá. Cuốn sách của mình nó sẽ là hình hình vuông. Ok không ạ? Cuốn sách sẽ hình vuông. Đó. Mình sẽ để như này nha. Vẫn là cái này. Nhưng mà mình thêm cái chữ, cái rộng ấy. Ở chỗ cái rộng này. Mình đưa nó vào nó là landscape. Nó là khung cảnh thôi. Landscape. Được chưa? Thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ ra cái khung cảnh thôi. Nó không sẽ bớt đi những cái nhân cái phụ này. Cái phụ này nó sẽ bớt đi. Được chưa? Đó. Rồi cái đồng cỏ thì mình đưa vào đây. Ok nha. Cái đồng cỏ nó là gì? Meadow này. Ok nha. Meadow này. Đấy. Được chưa? Đấy. À, landscape này. Đấy. Được chưa? Đấy. Ở chỗ này đó là mình lấy cái này làm bìa được này. Được chưa? Mình lấy cái này làm bìa rồi này. Đấy. Hoặc là lấy cái này làm bìa này. Ok không ạ? Đó. Thì mình lấy một trong hai cái này nhá. Lấy một trong hai cái này là cái landscape. Là cái góc nhìn từ xa ấy. Góc nhìn từ xa. Xong bắt đầu nó mới vào dần. Được chưa? Thì cái góc nhìn từ xa thì nó là. Mình lấy cái này đi. Cái hình này đi. Được không ạ? Một cái nông trại. Trông rất là yên bình. Đó. Mình lấy cái này đi. U1. U1 này. Được chưa? Đấy. Đấy. Cái đồng cỏ này. Đấy. Thì nếu như mà nhá, nếu như mà chúng ta
cứ đưa câu lệnh vào ấy thì anh chị em sẽ thấy là gì ạ, cái đồng cỏ này nó không ăn khớp gì với cả cái nông trại kia hết đấy. Nhưng mà ở đây ấy, là chúng ta sẽ dùng cái mẹo như này, đó là gì ạ, là chúng ta ở đây có bốn cái nông trại đúng không ạ, đúng chưa ạ, và việc của chúng ta đó là gì ạ, phải đưa vào đây một cái khung cảnh nào đó là mẫu, và nó sẽ hiểu được rằng là chúng ta muốn cái gì ạ, cái khung cảnh nó gần gần giống với cái hình mẫu đó, được chưa ạ. Đấy, cho nên chúng ta sẽ phải upscale một cái hình ảnh lên, sau đó chúng ta đưa cái hình ảnh đó vào làm mẫu, thì chúng ta sẽ để ý xem cái đồng cỏ mà sau khi nó tạo ra nó sẽ khác so với cả cái này. Đây, cái mẫu của mình ra rồi nhá. Cái mẫu của mình là xong là ra rồi này. Cái này mình có thể làm ảnh bìa anh chị em nhé, làm ảnh bìa để vừa giới thiệu luôn. Đây, bây giờ đến cái đoạn này đây. Nếu như mà chúng ta không có cái mẹo này nhá, là có thể là chúng ta sẽ rất là khó để làm ra được một cái khung cảnh landscape nó thống nhất. Nhưng ở đây chúng ta hoàn toàn có thể làm cho cái landscape nó cũng thống nhất bằng cách này. Đó. Ở chỗ này không phải là ở frame mà ở meltdown. Đây. Meltdown. Frame. Thêm cái meltdown vào đây. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả nó sẽ không phải là một cái đồng cỏ mà trông nó lệch tông nó xa lạ như này, mà nó sẽ gần giống hơn với cả cái thằng này đó. À quên mất, mình sẽ bỏ cái phần landscape này đi để xem nhé, mình bỏ cái phần landscape này đi thì nó sẽ ra cái sao nhé. Copy thì mình copy câu chuyện trên này, mình copy cả cái hình hình màu màu ấy luôn, bỏ cái landscape này đi. Nào, bây giờ anh chị em để ý là nhìn này, đây vẫn là cái đồng cỏ anh chị em ạ, vẫn là cái đồng cỏ. Đấy, nhưng mà gì ạ? Bây giờ nó đưa về cái trạng thái mà gần giống với cả cái ảnh mẫu của mình, nó gần giống cái ảnh mẫu này, anh chị em thấy không ạ? Nó cũng ba cái nhà này, xong rồi có hai cây này, có cái máy cày này, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là chúng ta có rất nhiều các cái khung cảnh góc nhìn khác nhau, đúng chưa ạ? Đó, đấy nha. Chúng ta có thể là lấy những cái này, sau đó khi mà chúng ta đưa vào ấy, chúng ta có thể zoom nó lên, chúng ta lấy một góc của nó thôi. Đó, lấy một góc của nó thôi. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng các cái chương trình upscale để cho nó gì ạ, cho nó hình ảnh nó sắc nét, và mình chỉ lấy một góc ở trong cái bức tranh này thôi là chúng ta đã ra được một cái chỗ để mà cho các nhân vật đối thoại với nhau rồi. Anh chị em hiểu cái này không ạ? Nhá. Rồi. Chúng ta có thể upscale thằng số 4 này lên này, upscale thằng số 1 lên này, được chưa ạ? Ví dụ như cái thằng này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Nó đã có một cái mẫu rồi, cho nên là từ cái màu sắc này, rồi là cái hình ảnh này, rồi các ngôi nhà này. Upscale là như thế nào? Upscale tức là mình tăng cái dung lượng, tăng cái độ phân giải lên. Ví dụ như là bình thường ấy là mình đang cái độ phân giải nó là 1000 nhân 1000 thì mình tăng cái độ phân giải lên thành 4000 nhân 4000 thì nó nét hơn. Đúng không ạ? Cái dung lượng nó lớn hơn, nó nét hơn. Rồi. Anh chị em thấy không ạ? Là chúng ta đã có những cái rất là thống nhất rồi. Rất là thống nhất luôn. Đấy, anh chị em để ý mới thấy rất thống nhất luôn. Đúng nhỉ? Mình có thể upscale cái U4 này đây này. Tất cả những cái này nó đều có thể là những cái gọi là gì ạ? Là nguyên liệu để cho anh chị em chúng ta gì ạ? Sử dụng trong cái quá trình mà mình gì ạ? Mình làm chuyện nha. Rồi. Đấy, upscale hai cái đấy lên. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó to hơn này. Đấy. 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 Zoom vào như này thì cái là gì ạ? Là một một cái đoạn này thôi là mình đã có thể thành một cái phần background cuốn sách rồi. Đó. Rồi, mình download xuống nha. Rồi. Đây mới là cái phần gọi là chuẩn bị nguyên liệu để mà mình làm sách thôi nhá. Rồi. À, tiếp tục mình xem là có cái đến đoạn nào nhỉ. Nhà chuột, nhà chó này.
Nhà của chó, nhà của chó, nhà của chuột. Đó. Nhà của chó thì mình gọi như nào nhỉ? Chuồng chó. Chuồng chó. À, đấy. Đấy nha. Đấy, mình vẫn copy cái đoạn này nhé. Chỗ này là không phải ở farm meltdown nữa nha. Bỏ cái này đi này. Bỏ landscape đi này. Đó. Rồi, enter. Kể cả chuồng chó thì mình cũng phải đưa vào cái ảnh ảnh mẫu mà mình mong muốn, đúng không ạ? Để làm gì ạ? Để khi mà nó đưa ra cái chuồng chó thì nó hiểu rằng là cái chuồng chó nó ở cái nông trại đấy. Đấy, cho nên là nó sẽ đưa ra cái chuồng chó mà nó đó gì ạ? Nó gần gũi với cả cái hình ảnh mà mình đã gì ạ? Mình đã đưa vào cái màu sắc rồi mọi thứ đấy. Thì mình đưa vào cái chuồng chó thì nó ra luôn cái con chó. Bây giờ thì đóng cửa cho bố đi con. Đấy thì mình sẽ phải dùng cái từ khóa khác nha. Dog house à, nhà của chó đúng rồi. Đấy, cảm ơn anh chị em. Đấy mình cho dog house nha. Đấy, vẫn dùng cái như này nha. Đấy, xong rồi mình cho là gì ạ? Dog house. Nhưng cần thống nhất hình ảnh các nhân vật nữa. Hình ảnh các nhân vật là lúc nãy là mình dùng cùng một câu lệnh là nó cũng khá là thống nhất rồi mà. Đúng không? Rồi. Lúc nãy là mình đã thống nhất các cái hình ảnh các cái nhân vật rồi nhá. Đến đoạn này là mình thống nhất cái hình ảnh cái landscape thôi. Được chưa? Cái background thôi. Rồi. Nó sẽ có cái con chó ở đây. Và mình việc của mình là phải xóa con chó đi. Đấy. Rồi, không sao. Thì trong cái kịch bản của mình ấy là mình có cái gọi là nhà của chó, nhưng mà thực tế là mình cũng không cần thiết là phải cứ phải nhà của chó. Mình chỉ đơn giản là khu vực mà chỗ đấy có con chó là được. Cho nên là cuối cùng ấy là mình vẫn cần những cái cảnh trống không có con vật nào cả. Đấy ạ. Thì có hai cách, đó là mình vẫn dùng những cái cảnh kia thôi. Được chưa ạ? Anh chị em nhìn thấy là các cái cảnh này này hầu như là gì ạ? Chúng ta đều thấy là các cái ngôi nhà này nó đều giống giống nhau. Anh chị em cứ để ý xem, những cái ngôi nhà nó đều giống giống nhau. Nó có cái mái nhà này, đấy, hình dáng này, ống khói này, nó chỉ là các góc nhìn khác nhau thôi. Anh chị em cứ để ý xem. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì mình không cần phải dog house nữa mà mình chỉ cần cái nơi để con chó nói chuyện với cả gì ạ? Nói với cả con gà thôi. Được chưa ạ? Đấy, thì nó sẽ dễ hơn nhá. Dạ. Đấy thì mình không phải dog house nữa. Đấy. Mà nó vẫn là farm thôi. Đấy, nhưng mà gì ạ? Close. Close up là cận cảnh. Được chưa ạ? Mình đưa vào cận cảnh. Đó. Đấy, nhầm 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 nhầm. Rồi. Mình có thể là gì ạ? Garden đúng không? Garden đấy, farm ra đi. Đấy. Rồi garden. Mình có thể đưa thêm cái garden vào đây. Được chưa? Đó. Farm ra. Garden vào đây. Garden thì nó sẽ. Rồi. Ok, chúng ta lại copy thêm cái. À, cái này copy rồi. Cái này đã đau chưa nhỉ? À, đau rồi. Còn cái nào chưa đau không? Đau rồi, tốt. Đấy. Đấy.
Cái phần chuẩn bị này mình cứ phải chuẩn bị trước nhé. Rồi tốt, đã hết rồi. Rồi, đây là cái garden này. Đấy, cái này nó dính người là bỏ qua này. Đấy, chỗ này là mình sẽ có rất nhiều các góc, anh em tưởng tượng không ạ? Mình có rất nhiều các góc để mà mình cho con gà nó đi tìm ý. Đấy, cho nên là mình cho cái U1 này, cái U2 này, đấy, và cái U4 này. Đấy, thấy chưa ạ? Đó, xong bắt đầu mà bây giờ là chúng ta cũng hòm hòm rồi nhá. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta bắt đầu ghép. Thì chúng ta ghép bằng cái gì ạ? Chúng ta dùng cái gì ạ? Dùng canva nhá anh chị em nhá. Dùng canva để ghép nhá. Đây Huy cho anh chị em xem cái project mà Huy đã làm với cả cái cuốn truyện là gì ạ? Là đại bàng tập bay đây. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó. Đấy, và anh chị em nhìn thấy là tất cả những cái nhân vật này ấy, là gì ạ? Là mình đều ghép hết nhá. Đấy, những vật là mình ghép hết này. Đó. Được chưa ạ? Đấy. Có một cái nhân vật là mình không ghép. Có hai cái nhân vật mình không ghép, đó là con chim đại bàng với cả con đấy thôi. Với cả con này thôi. Là mình không ghép mà mình sẽ sử dụng một cái lệnh khác. Đấy, chút nữa sẽ hướng dẫn cho anh chị em. Đó là gì ạ? Mình sẽ đưa cái này vào đây. Đây nha. Rồi. Cứ đao này xuống nha. Rồi. Đấy, bây giờ có một cách để ghép hình nhân vật vào hình trong cái background của mình luôn. Được chưa ạ? Bằng cách nào anh chị em biết không ạ? Đó là gì ạ? Bằng cách là mình gì ạ? Ben á? Không, ben thì nó sẽ không ấy đâu. Ben thì nó dính vào với nhau ấy. Mà mình sẽ đưa như này. Đó là gì ạ? Ví dụ như là mình muốn đưa cái này vào nhá. Đưa cái hình này vào này. Xong kết hợp với cả cái hình gì ạ? Hình mấy cái nhân vật ấy. Được chưa? Đấy. Đấy, ví dụ như là mình đưa hình nhân vật con gà vào đi. Con gà mẫu của mình đâu? Con gà mẫu đâu? Đấy, con gà mẫu của mình đâu? Đây. Mình đưa hai cái hình ảnh này vào nhé anh chị em nhé. Nhớ là phải có dấu cách. Đây này, cái đoạn PNG này mình cách ra một cái này. Đưa hai cái nhân hình này vào với nhau nhé. Đó, xong bắt đầu mình mới miêu tả. Mình vẫn miêu tả toàn bộ cái này nhé anh chị em nhé. Copy toàn bộ cái này. Đấy chưa? Đó. Đấy, kiểm tra thêm nữa là cái hình ảnh của cái nông trại này. Tức là mình ghép hai cái hình ảnh với nhau. Không dùng cái câu lệnh ben nhé. Câu lệnh ben nó ghép thì nó thành hòa trộn với nhau mất. Ở đây ấy, là mình muốn đưa thêm cái text vào để làm gì ạ? Để mình đưa cái hành động của cái con vật đấy vào. Ví dụ như là con gà đang đi tìm kiếm chẳng hạn. Đấy. Đang tìm kiếm. Đấy. Looking for hoặc là searching. Kiểu vậy. Looking. Searching looking for something. Đó. Bỏ mấy cái trạng thái cảm xúc này đi này. Được chưa ạ? White background bỏ đi này. Multi sheets bỏ đi này. Multi expression bỏ đi này. Đấy. Flat finger này bỏ đi này. Đấy. Mình đưa thêm cái thằng close up này vào này. Toàn bộ chỗ này mình đưa vào này. Đấy. Đó. Được chưa? Như vậy là mình ghép
cái con gà vào trong cái gọi là khung cảnh của mình. Được chưa? Thì khi mà mình ghép như vậy vào ấy thì nó có một cái điều rất hay này, nó là gì ạ? Nó rất là chân thực luôn và nó không nhìn thấy điểm ghép luôn. Đó. Đấy, nó không nhìn thấy điểm ghép luôn. À đúng rồi, chỗ này mình phải đưa thêm cái farm vào đây. Đưa thêm cái farm vào đây nha. Mình tạo ra các cái góc khác nhau nha. Ví dụ như là đây là cái farm lake đi. Đấy chưa? Đấy. Xong cái farm gì nữa? Farm sen, farm fan. À, farm fan đi. Đấy, nó đang phải xử lý hình ảnh sẽ rất lâu. Đấy, farm fan. Ôi, cái này ra nhiều con gà mất rồi, mình quên mất, mình để cái này có S. Đấy, anh chị em thấy không? Chỉ có mỗi một cái bò cái có S với không có cái S thôi, nó ra là cả đống luôn. Rồi, không sao. Đây, chích này, bỏ cái S này đi. Đấy. Có xong về chưa? Đấy. Được chưa? Cái này này. Được chưa? Bỏ S đi này. Cái trên này là farm lake này. Dưới này là farm fence này. Cho nó vẫn ra một đống nhỉ? À đây. Đấy nó ra một con nhưng mà bên cạnh nó vẫn ra một đống. Rồi. Rồi. Đúng rồi, mình chọn là ở trích thôi nha. Rồi, một con thôi. Đấy. Ok nha. Rồi. Con này thế nha. Cái đoạn này là cũng là cái đoạn mà mất rất nhiều thời gian anh chị em ạ, không phải đơn giản. Đúng không ạ? Mất rất nhiều thời gian để mà mình ngồi mình dò. Đó. Đó. Nhiều khi nó chỉ sai một chữ thôi, sai dấu chấm, dấu phẩy, gọi là cái thêm dấu S nhầm cái thôi. Đấy, cho nên là việc của mình đó là gì ạ? Là phải thử. Chứ còn không có lý thuyết được đâu anh chị em ạ. Lý thuyết nó là một phần, nhưng mà việc của mình đó là phải thử, phải đưa vào áp dụng. Chứ không có ông nào mà lý thuyết mà cứ chuẩn băm băm mà thế là ra đâu. Tất cả những cái câu lệnh của Midjourney đó là gì ạ? Nó phải thử hết. Và anh chị em nhìn cái gọi là trang cá nhân của Huy ấy, là anh chị em sẽ thấy ấy, là Huy thử rất nhiều luôn. Đấy. À, đây mới là cái gọi là ấy rồi. Đấy. Ví dụ tất cả những gì mà mình đã làm ấy, anh chị em thấy là gì ạ? Nó lên hết đây này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Thấy chưa? Nãy giờ từ chiều tối từ tối đến giờ ấy, mình đã làm ra rất nhiều như này rồi. Đấy. Ngoài ra thì Huy cũng gọi là gì ạ? Là cũng thử rất là nhiều những cái câu lệnh khác nữa. Đó. Anh chị em thấy không? Đấy, cũng tạo ra rất nhiều những cái biến thể khác nhau thì mới tạo ra được một cái bộ câu lệnh mà nó gọi là ưng ý, tương đối ưng ý cho cái câu chuyện của mình. Không hề đơn giản một tí nào anh chị em nhé. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Phải tạo ra rất nhiều các hình mẫu nhân vật, rồi chưa kể là những cái việc mà mình thử nghiệm nữa nhé. Đấy, rất nhiều những cái câu lệnh mình thử nghiệm. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó có rất nhiều thể loại rất nhiều thể loại khác nhau. Đó. Trong này cũng có một số cái thử nghiệm của một số anh chị em học viên nữa nhé.
Đó. Anh chị em thấy không ạ? Mình phải thử rất nhiều. Không có cách nào giỏi bằng bằng cách là học lý thuyết đâu anh chị em. Phải là gì ạ? Phải là thực hành, phải đưa nó vào trong thực hành. Phải test từng câu lệnh một, phải kiểm tra từng cái từ khóa một, phải kiểm tra từng cái thông số một. Chỉ có còn cách đấy thì mới giỏi, mới lên lên cấp được thôi. Chứ còn không thể nào mà gì ạ, là gì ạ? Tự nhiên học lý thuyết mà giỏi ở đâu anh chị em ạ? Học lý thuyết nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng nhất anh chị em đó là phải đưa vào trong thực hành. Phải thực hành nhiều thì mới mới thành thạo được. Ok không ạ? Đấy, cái chỗ này mình copy cái gì nó lại sang. Đấy. Thì khi mình đưa vào thử nghiệm nó bị nhảy như này. Thì có hai cách anh chị em nhé. Có hai cách. Cách thứ nhất đấy là mình tìm dùng cái công cụ mình xóa đi. Công cụ xóa đi thì nó rất là dễ, tí nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em. Cách thứ hai thì mình là gì ạ? Mình lại sử dụng hình ghép thôi. Được chưa ạ? Cho nên Huy nói anh chị em đó là gì ạ? Là mình ghép, cần tải về cắt từng cái để mà up lên đúng không? Thì cái đấy cũng là một cách, nhưng mà với cách đấy thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Và ở đây thì mình sẽ không có nhiều thời gian để mình làm cái việc đó nữa. Thì bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em là ghép vào ở trong cái cuốn truyện như thế nào nhé. Thì ở đây là Huy lấy ví dụ luôn cái cuốn truyện mà Huy đã ấy ở đây. Thì đầu tiên đấy là mình đưa vào cái tiêu đề cuốn truyện này đó, sau đó là mình chọn những cái này này, những cái này thì mình chọn nó bên chỗ element này, thấy chưa, nó xuất hiện ngay đây này. Đấy. Talking talk talk element đấy, nó xuất hiện chỗ này này đó. Rồi, mấy cái này này thấy chưa, mình sẽ đưa mấy cái này vào này. Thấy chưa đó. Thế thì bây giờ ở bên cái kia thì mình sẽ tạo một cái thiết kế mới nha. Mình tạo một thiết kế mới nha. Với cái kích thước là vuông nha. Kích thước là vuông nha. Đây nó có cái hình vuông này. Rồi. Đây này, Facebook này. Đây. Có thằng hình vuông này. Rồi, không sao, mình resize nó được nha. Rồi. Đây, mình lấy cái hình vuông này. Resize này. Rồi xong đấy. Sau đó bây giờ làm sao ạ? Giờ mình sẽ up cái nhân vật của mình lên. Mình sẽ upload toàn bộ cái dữ kiện mà mình đã làm lên, được chưa ạ? Đấy. Từ cái đoạn này mình up hết lên, được chưa? Rồi. Bây giờ bắt đầu từ cái hình ảnh xa xa về ngôi nhà, cái ngôi cái nông trại này nhá. Ví dụ cái này. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi. Đó. Thì cái việc này ấy, nó khá là tỉ mỉ quá nha, tỉ mỉ tỉ mẩn một tí anh chị em nha, phải hết sức bình tĩnh, không nóng không vội đấy, phải hết sức bình tĩnh đó. Sau đó mình đưa gì ạ, đưa tiêu đề vào, add một tiêu đề vào đấy. Tiêu đề của mình là gì ạ? Gà con và những mảnh ghép bí ẩn đấy, kiểu kiểu vậy. Không biết mảnh ghép nó là gì, mình bảo các mảnh ghép bí ẩn, được chưa? Ở đây mình có thể chọn một cái phông chữ làm sao cho nó đẹp nhất đó, nó phải đúng tiếng Việt nha. Đấy, mình có thể dùng cái này không được,
dùng cái phông làm sao cho nó không bị vỡ nhá. Cái này được không nhỉ? À, cái này có vẻ được nhá. Đó. Ừ. Mình cái phông chữ này. Phông chữ mình để cái phông chữ nó hơi hơi cùng với cái màu này một tí nhá. Đó, sau đó thì mình chọn lại effect này. Đấy, mình để nó chế độ này ạ. Là shadow đi. Shadow mình để là màu đen đi. Hoặc để cái màu khác đi. Đó. Ví dụ thế. Dạ. Hoặc là mình có thể chọn một số cái biến thể ở đây. Đó. Đó, cái này nó vẻ nổi này. Được chưa? Gà con và những mảnh ghép bí ẩn này. Đó. Thì ở chỗ này mình có thể là gì ạ? Mình có thể đưa hình ảnh con gà vào đây. Đấy. Được chưa? Rồi. Cái đoạn này là mình nhìn thấy con nào nó đáng yêu nhất thì mình đưa vào thôi. Mình nhấn crop này. Đó. Anh chị em nào chưa có tài khoản Canva Pro thì cũng báo trợ lý Huy hỗ trợ nha. Trợ lý thì có hai bạn đang cầm hot, có hot đấy. Ok nha. Đó, sau đó mình nhấn đăng này. Được chưa ạ? Xong mình chọn là gì ạ? Mình chọn là remove background này. Đây là Huy hướng dẫn anh chị em từng bước cực kỳ chi tiết nha. Đấy, tất cả những cái việc mà Huy phải làm thì Huy hướng dẫn anh chị em để anh chị em biết cách làm. Còn sau này anh chị em làm như thế nào thì đấy là gì ạ? Đấy là cái mà anh chị em chúng ta sẽ phải suy nghĩ nhá, sẽ phải thao tác nhá. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể phóng to nó lên. Đấy, để thể hiện nhân vật chính của chúng ta. Được chưa ạ? Đấy. Hoặc là cho nó nhỏ xuống. Đấy, để cho nó cân đối hơn với cả cái hình ảnh này. Được chưa ạ? Đó. Ok. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ ấn Add Pet này. Đấy. Rồi. Đó, và bắt đầu chúng ta sẽ đi vào câu chuyện với cái một cái hình ảnh. Đấy. Được chưa? Rồi. Bắt đầu câu chuyện thì mình sẽ đưa vào. Một ngày kia, cô gà con đang đi bộ trên đồng cỏ, tình cờ thấy một mảnh ghép nhỏ. À, chúng ta thiếu một cái gì ạ? Thiếu cái mảnh ghép anh chị em ạ. Thiếu mảnh ghép thì mình lại sử dụng cái thằng này để gì ạ? Tạo ra cái mảnh ghép nha. Rồi. Cái mảnh ghép này thì là sao ạ? Chúng ta sẽ tạo ra cái mảnh ghép này thì chúng ta sẽ dùng cái gì ạ? Đấy, một cái mảnh bức tranh. À, không phải là cái puzzle, nó là cái phần đấy, cái bức tranh nó bị xé ra thành nhiều mảnh ấy. Bức tranh nó bị xé nhiều mảnh ấy. Thì nó gọi là cái gì? Mảnh bản đồ đi. Map piece, đúng rồi, piece. Đó, được chưa? Map piece, mantisis. Đấy. Multi sys. Đó. White background. Background. Đó. Mình thử xem là nó tạo ra được không nhá. Sau mình sẽ phải cắt, mình chỉnh sửa cái phần này, sau đó là mình ghép vào. Đó, mình thả ở trên đồng cỏ để cho gà đi tìm. Đó. Piece of map. Cũng được. Thực tế là mình chỉ cần một cái bức tranh tổng thể, sau đó mình làm một số cái mảnh ghép nhỏ là được. Rồi. Đấy. Đây cũng có thể là cái ý tưởng để mà mình có thể sử dụng nhé.
Rồi. Mình sẽ nói là a piece. A piece thì không có s nhé. Đấy. Đúng không? Picture. Đấy. Một cái mảnh của một cái bức tranh lớn. Được chưa ạ? White background. Ngoài ra thì mình cũng có thể là gì ạ? Làm một cái là gì ạ? Nhiều cái mảnh piece. Đó. Ok. Cái này là bức tranh lớn, nó lại thành ra cái ấy rồi, nó lại hiểu sai ý mình rồi. Nó lại hiểu sai cái ý mình rồi. Rồi ok, không sao. Đấy, mình cứ bắt đầu, cái cách của mình ấy là cứ bắt đầu từ những cái câu lệnh đơn giản nhất, sau đó mình chỉnh sửa sau. Anh em nhá, đấy là cái dành cho cái người mới ấy. Tức là mình hướng dẫn là dành cho những cái người mới để anh chị em có thể dễ hơn nhá. Đúng rồi. Cái này nhá, là gì ạ? Là mình đưa cái này vào này. Đó. Rồi, để mà đồng bộ với cả cái thằng này ấy, thì mình sẽ đưa thêm cái thằng này vào này. Đấy, vẫn là isolation này, flat color này, close up này, daylight này. Đấy, thấy chưa? Vẫn là cái này mình vẫn phải đưa vào này. Nó là cái cơ bản này. Đấy, children book này, detail là watercolor này. Để nó đồng bộ này. Đấy. Ok, đấy. Rồi. Cũng là một cái câu lệnh hay nha. Cảm ơn bạn Phương nha. Đấy. A picture. Mình cứ thử thôi anh chị em ạ, mình cứ thử thôi. Is done into piece. Đấy, cái này là nó cũng nó lại chưa hiểu rồi. Rồi bây giờ lại đi về cách này nhá, lại lên trên này search từ khóa là gì? Một mảnh của bức tranh. A piece of painting. Thấy chưa? Đây là cách để mà mình tìm ra cái ý tưởng. Đấy. Cái này nó phải là bức tranh này, nó phải là paper này. A paper này. Của một cái tờ giấy ấy. Tờ giấy màu. Đấy. Nha, không painting nó nhầm ngay. Đấy, giấy màu nhưng mà nó lại mang tính chất là phải comic cơ. Nó lại comic book cơ. Đấy, nó lại chế độ comic book cơ. Xem là có ai đấy chưa? Cái này nó vẻ là ít người làm sao ấy. Nó lại phải isolation cơ. Đấy. Isolation. Đó. Bắt đầu nó ra hơn rồi nha. Bỏ comic book này đi, không nó nhầm này. Đấy, bắt đầu nó ra rồi, anh chị em thấy không ạ? Đấy. À, bây giờ mình chỉ cần tìm cái thằng nào mà nó giống giống thôi. Ví dụ như thằng này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Mình có thể lấy một cái mảnh này này.
được không? Mình có thể lấy một cái mảnh này này, mình cắt nó ra, được ạ? Sau đầu mình nhận, mình thả nó vào cái đoạn ở trên đồng cỏ, được ạ? Đấy, ở đây mình xem câu lệnh của nó là gì nhá. Xem câu lệnh của nó là gì ạ? Scrapbook, paper, note, ton of sticker and memo. À, đây nha. Ok, thử câu lệnh của Lan Phương nha. Rồi. Nếu mà mình để nó ở trên cỏ thì nó sẽ khó để mình ấy nha. Vẫn phải có cái này nha. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Là để mà mình tìm ra được cái thứ mà mình thực sự cần ấy, thì là mình phải gì ạ? Mình phải tìm. Cái chỗ này mình cũng có thể cắt một cái mẩu này ra nhé. Đây, mình có thể cắt một cái mẩu này ra này, để là mình gọi là làm mình chỉ cái mẩu thôi mà, nó rơi trên đồng cỏ thôi mà. Đấy, cái puzzle nó không phải puzzle, nó cái hình lắp ráp nó không đúng, đúng không ạ? Ở đây là Huy thử cho anh chị em xem luôn, anh chị em có ý tưởng cứ comment xuống, Huy thử cho anh chị em xem luôn, được chưa ạ? Mở cửa to ra như thế hả chị ba? Đóng cho nó kín vào. Đóng vào. Đấy, được chưa? Puzzle là sai rồi, được chưa? Anh chị em có ý tưởng thì cứ đưa lên nơi thử cho anh chị em xem. Đó, thì ở đây nhá, mình sẽ có rất nhiều các mẩu giấy ở đây, anh chị em thấy không ạ? À, mẩu giấy là gì? Mẩu giấy, piece of paper, nó đơn giản thôi, piece of paper. Đấy, anh chị em thấy không? Bắt đầu nó ra rồi đấy. Đấy, việc của mình đó là phải biết cách mò và kiên trì, không có gì ạ, không có bỏ cuộc, không có sợ. Vì sao ạ? Vì là cái cách mà mình làm ấy, đó là mình cứ mò thôi. Đấy, và cái cách của Huy cũng vậy, Huy cứ ngồi Huy mò thôi. Và mò đủ nhiều thì nó sẽ ra. Đấy, ok không ạ? Rồi, anh chị em thấy không ạ? Đây là những cái mẩu giấy ở trên cỏ này. Thì cái này để làm gì ạ? À, mình sẽ tìm được cái câu lệnh của nó. À, cái câu lệnh của nó. Empty piece of paper on the glass carton pizza style. Ở đây mình không phải pizza style. Đấy, nhưng mà mình có piece of paper, được chưa ạ? Thứ hai nữa là ở đây nó là carton, nó là empty, còn mình là color. Được chưa ạ? Ok nha. Image này. Đấy. Color. Đấy. Piece of paper. Được chưa? Piece of paper cartoon. Cartoon. Cartoon style. Ở đây là mình là cartoon sắt, cartoon đi. Cartoon style đi. Được chưa? Đấy. Ở chỗ này mình vẫn cho cái insulation này vào. Ok chưa? Watercolor mình cho vào. Thêm cái mấy này nữa, bỏ mấy cái này đi phát là nó lung tung ngay. Mấy cái flat color 2D này, close up này đã phải cho vào này, không nó bị thiếu cái đồng bộ ngay, được chưa? Detail này. Đấy. Đấy, insulation style nhá. Đó, ok rồi. Cái bí mật ở đây ấy, cái bí kíp ở đây ấy, đó là chúng ta phải biết cách ghép những cái từ khóa, ghép những cái câu lệnh. Và nó giống như cái trò chơi ghép chữ ấy. Đấy, có nhiều người bảo là gì ạ? Là những cái này nó có sẵn rồi, hoặc là nó đơn giản, có gì đâu.
Nhưng mà thực tế là anh chị em thấy rằng là chúng ta phải phải ghép rất nhiều những cái từ khóa khác nhau, đúng chưa? Và cách mà mình đi lọc, đi tìm, cách mà mình được từng bước mình mày mò ra, thì đấy mới là cách để mà mình phát triển. Và cái cách học, cách mà tìm ra cái đấy mới là cái hay đấy. Chứ không phải là Huy có đưa cho anh chị em một câu lệnh chuẩn rồi, thì lúc sau anh chị em gặp cái vấn đề, anh chị em không biết cách giải quyết, thì đấy không phải là gì ạ, đấy không phải là cách hay đâu. Ok không ạ? Đây nhá, nó phải gặp vấn đề thì mình mới là thấy cái này của mình nó hay này. Mình phải chỉnh từng cái câu lệnh một, được chưa ạ? À, chỗ này mình để white paper này, à, background này. Đấy. Để làm gì ạ? Để mà sau là mình tách cái hình nó dễ. Đó. Chỗ này là chúng ta đã thấy là gì ạ? Nó đã bắt đầu ra những cái giống như cái mình mong muốn rồi nha. Bắt đầu ra những cái mẩu giấy hình, có những cái hình này. Thì chỗ này mình đã bắt đầu mình có thể cắt thành cái mẩu rồi nhá. Khi mà mình đưa lên Canva, mình đã có thể cắt được thành cái mẩu rồi nhá. Mình có thể tạo bức tranh xong rồi mình cắt, xong mình đưa lên được mà. Ok không anh chị em? Đấy, ở đây là mình chỉ là thử nghiệm để mà mình gọi là thử cái cách làm thôi. Chứ còn chỉ cần một cái mẩu này thôi nhá, anh chị em nhá. Xong mình đưa lên mình cắt là nó cũng ra được rồi. Được chưa ạ? Đây, ví dụ như là mình upscale thằng U4 này lên nhé. Đấy. Đó. Ok. Đó. Thậm chí là mình có thể dùng cái thằng này này. Đấy. Xong mình thu nhỏ lại, mình vứt ở trên cái đồng cỏ. Được chưa ạ? Đấy. Colorful à. Rất hay. Rất nhiều cái ý tưởng. Scrap of paper. Ok, rất tuyệt vời, cảm ơn anh chị em. Đấy, nó phải đóng góp vào cái ý tưởng mà nó mới vui. Đấy, được chưa? Cái này nha. Đấy, copy thêm cái này nha. White background nha. Xong cái gì? Colorful scrap paper này. Ok nha. Colorful crap paper. Lại copy cái đoạn này mà nha. Rồi. Đây là thử nghiệm cho chị em đưa ý tưởng, Huy gọi là mượn cái đấy để thử nghiệm để xem nó cái ý tưởng của mình nó đưa ra nó thành như thế nào thôi. Được không anh chị em? Đấy. Đây là hàng gọi là thành mấy giấy vụn rồi. Ok. Rồi. Mình có thể là dạ cắt một cái mẩu ở đây ra để mình làm cái dạ làm cái hình ảnh, ví dụ nhé anh chị em nhé, rất là có nhiều cách, thậm chí là cả một bức tranh mình có thể lấy một cái bức cái thứ nhỏ thôi, được chưa? Chỗ này đấy là mình để số nhiều thì mình sẽ rất là khó để mà mình tách, mình để một số ít thôi, để một cái thôi, được chưa? Đó. Và trong thực tế khi mà anh chị em viết sách ấy, thì nó cũng xảy ra cái trường hợp này. Đó là gì ạ? Là mình phải tinh chỉnh. Đây là chế độ tinh chỉnh. Đấy, chế độ tinh chỉnh là chỉnh từng ly từng tí một anh chị em nhé. Và cái này là mình không thể nào mà gì ạ? Là hời hợt được. Đấy. Và cái cách mình tinh chỉnh càng nhanh, tức là mình cách này không được, mình dùng cách khác, cách này không được, mình dùng cách khác. Mình càng nhanh bao nhiêu ấy, thì làm sao ạ? Thì nó lại càng dễ giúp cho mình gì ạ? Giúp cho mình tạo ra được nhiều những cái biến thể khác nhau. Việc của mình đó là gì ạ? Liên tục đưa cái gì ạ? Cái yêu cầu của mình vào và tạo ra thật nhiều cái ví dụ. Thay vì là mình cứ phải tìm ra một cái câu lệnh hoàn chỉnh, một câu lệnh hoàn hảo, thì việc của mình đó là gì ạ? Thử nghiệm càng nhiều càng tốt. Đấy là cách mà Huy học. Cách Huy học đó là gì ạ? Đưa nó vào áp dụng, xem nó ra kết quả như nào. Nếu mà được rồi thì ok, không được tiếp tục thử nghiệm tiếp. Và tốc độ thử nghiệm thằng nào nhanh hơn thằng đấy chiến thắng. Thằng nào tốc độ thằng nào làm nhanh hơn thằng đấy chiến thắng. Được không ạ? Đấy.
Rồi, ok. Thì ở đây Huy sẽ lấy cái mẫu này nhá, để Huy ghép vào cho anh chị em xem nhá. Ok. Copy cái này về. Rồi. Rồi, chuyển sang cái bên này nhá. Rồi, tắt thằng này đi. Tắt thằng này đi. Tắt thằng này đi. Đấy. Rồi. Đấy, upload cái mẫu giấy lên nhá. Anh em thấy không, nhiều khi nó chỉ vướng một tí thôi mà mình không có gì ạ, mình không biết cách xử lý ấy, là nhiều khi nó bị tắc, nó bị kẹt ở đấy luôn. Đấy. Rồi. Đấy, chỗ này nhá thì mình sẽ cắt nó như thế nào anh chị em. Dễ lắm, không khó đâu. Đấy, mình vào cái khung tranh này. Đây. Vào khung tranh này. Đây này. Đây nha. Đấy, nó có rất nhiều những cái khung tranh này nha. Đấy. Đấy, anh chị em thấy nó như là bị bức tranh bị rách luôn. Đây này, anh chị em thấy không? Nó bức tranh xé này. Nhưng mình tìm cái nào nó sẽ sẵn rồi, không cần phải tách nữa. Cái trên này này, cái này có vẻ được này. Được không? Rồi. Tìm xem thêm còn thằng nào nữa không? Đây cũng được này. Đấy, một màu này. Được chưa? Đấy, ví dụ thế nhá. Đây, ví dụ lấy thằng màu này đi. Lấy màu này đi. Đúng không ạ? Hay là lấy cái màu trên này đi. Lấy màu này đi, được chưa? Đây, mình chỉ cần kéo cái bức tranh này, vứt vào đây này. Thế là xong. Anh chị em thấy ok chưa? Anh chị em thấy mẫu này là ok chưa? Dễ không anh chị em? Rất dễ. Cái cách làm ấy thì nó rất dễ. Nhưng ở đây Huy hướng dẫn anh chị em cách nào gì ạ? Cái cách để mà mình tư duy thôi. Chứ còn để mà làm, để tạo ra cái này ấy, thì nó không phải là khó. Nhưng mà cái cách mình tư duy để làm sao ạ, khi mà sau này ấy, mình gặp những cái trường hợp như vậy ấy, thì mình mò cách này không được, mình mò cách khác, thử cái này không được, mình thử cái khác, thử đến khi nào mà đạt ưng ý cái mà mình muốn thì thôi. Đấy mới là cái cách mà gì ạ, là anh chị em cần phải làm và cần phải biết, được chưa ạ? Đó. Đấy, cái này mình kéo ra đây, được chưa? Ok. Đấy, mình cho nó xuống dưới thì nó sẽ hiện thằng này ra thôi. Đúng chưa? Đấy, chưa? Đấy, một cái mẫu như này. Sau đó thì sao ạ? Cho con gà vào thôi. Ten 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 ten. Ồ, con gà có vẻ ngạc nhiên khi mà tìm thấy. Có vẻ ngạc nhiên khi mà tìm thấy cái tấm này. Đó, ok không ạ? Nó rất ngạc nhiên khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này. Đó, được chưa? Xong nhấn là gì ạ? Remove background. Cách làm thì về cơ bản nó không khó, nhưng mà nó sẽ là phải tỉ mỉ. Đấy, nó phải là tỉ mỉ, nó phải là gì ạ? Nó phải là cẩn thận ở chỗ này nhé. Bởi vì là cái khung cảnh của mình ấy, nó rất là to, cho nên mình có thể là gì ạ? Cho nó to lên. Anh chị em hiểu không ạ? Đấy, cho nó to lên như này. Thì mình chỉ lấy một góc của nó thôi, được chưa? Lấy một góc của nó thôi. Đó. Và chú gà đã nhìn thấy cái tấm. Đó, thấy chưa? Chú gà đã nhìn thấy cái tấm này rồi, được chưa? Đấy, anh chị em nhìn thấy nó hợp lý chưa? Được chưa? Đấy, mình điều chỉnh làm sao cho nó cho nó hợp lý. Đó. Được chưa? Rồi. Ngay cả cái này nhá, mình có thể tạo ra một cái bóng của nó cũng rất đơn giản thôi. Mình cho cái màu sắc nó vào đây. Đấy. Ok, cho cái này lên trên. Đó. Nó tạo ra như kiểu cái bóng ấy anh em. Đấy.
đấy, anh đi cảm giác như là nó có cái bóng đổ bóng ấy. Nếu như mà mình không có nha thì nó cũng cũng được, nhưng mà nó có một tí bóng vào đây nó cảm giác nó nổi hơn đấy, cảm giác nó phù hợp hơn, được không nhỉ? Đấy, đấy nó kiểu kiểu như vậy nhá. Đó rồi, thấy chưa? Đấy thì bắt đầu bây giờ mình sẽ viết cái lời thoại vào đây. À, cái lời thoại mình viết ở đây. Đó. Đấy. Này là cái lời dẫn nha. Cái lời dẫn thì mình sẽ để một góc nha. Đấy, cái lời dẫn thì mình để một góc nha. Đấy. Cái nền thì mình có thể để nền này hoặc nền này. Đó. Xong chữ thì mình cho cái chữ vào. Đó. Đấy, đấy, sau đó là mình bắt đầu mới đưa cái chữ này vào. Một ngày khi cô gà đang đi bộ trên đồng cỏ, cô tình cờ tìm một mảnh ghép nhỏ. Cô cầm mảnh ghép trong tay và đặt lên xem thật kỹ, cảm thấy tò mò, nghĩ rằng mảnh ghép này là một bức tranh lớn hơn. Đó, ví dụ thế. Được chưa? Đấy, chỗ này cho 20 thôi. Đó. Được chưa? Đó. Đấy. Mình bỏ chữ cô gà con đi nhá, mình chỉ để là gà con thôi. Một ngày kia. Đấy, một ngày kia khi gà con đi bộ trên đồng cỏ. Đấy. Đấy. Gà con tình cờ nhìn thấy một mảnh ghép nhỏ. Đấy. Nó cầm mảnh ghép trong tay và đặt lên mặt đất để xem kỹ. Đấy. Nó cảm thấy rất tò mò và nghĩ rằng mảnh ghép này chắc chắn là một phần lớn của một bức tranh lớn hơn. Ừ. Yeah. Đó. Như vậy là yeah, là chúng ta đã cái này chữ này mình có thể cho màu trắng. Thì đẹp hơn, à màu trắng không đẹp, cho màu đen. Đó. Đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta có thể đưa thêm cái giọng nói của gà con vào đây. Đấy, được chưa? Đấy, mình có thể đưa vào đây. Flip, chuyển sang. Đó. Wow. Đấy. Wow, điều này thật tuyệt vời. Tôi tìm thấy mảnh ghép. Tại sao lại có một mảnh ghép như này trên đồng cỏ? Gà tự hỏi. Đấy, được chưa? Tự hỏi nhá, thì nó có phần tự hỏi này. Đấy, chấm 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 chấm. Đây này, tự nghĩ đây. Đấy, được chưa? Chấm 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 này, nhận này, thấy không? Ừ. Đấy, mình flip chuyển sang bên này. Đó, được chưa? Xong đâu này, dạ copy cái đoạn này đưa lên đây, được chưa? Đấy. Xong mình nhận đấy, vào đây điều chỉnh chỗ này, được chưa? Cái này mình cũng cho cái phông nó giống như kia nhá. Đấy, cái phông nó cũng không quá trắng quá, nó phông quá trắng quá nó không đẹp. Ừ. Đấy, được chưa? Đó. Wow, điều này thật tuyệt vời. Đấy, anh em thấy không ạ? Như vậy là mình đã xong được một trang, hai trang. Rồi, tiếp tục. Đấy. Chúng ta sẽ đi vào các cái trang khác. Ok không ạ? Đấy. Đó. Ok nhá. Và thực tế là để làm xong một cái quyển sách tranh như này thì chúng ta cũng phải mất rất nhiều thời gian anh chị em nha. Và Huy như nói, Huy nói rồi ấy, là Huy phải mất khoảng tầm gần 8 tiếng đồng hồ. Gần 8 tiếng đồng hồ để mà dạ, hoàn thành cái cuốn sách kia. Đấy nhỉ? Và ở đây thì Huy không đi quá sâu nữa. Bởi vì nếu như mà để hoàn thành cái cuốn sách này thì xác định anh chị em phải ngồi với Huy khoảng độ đến khoảng 5 tiếng nữa thì mới gọi là hoàn thành được. Thực ra là đến đoạn này ấy, là nó dễ hơn rất nhiều rồi anh chị em ạ. Cái thời gian khó nhất đấy là gì ạ? Là thứ nhất là kịch bản nhé. Bước 1 đấy là tạo kịch bản là khó nhất. Cái thứ hai nữa, tại vì sao ạ? Cái kịch bản nó sẽ quyết định
là cái câu chuyện đấy nó hay hay không hay, chứ không phải là hình ảnh. Anh chị em để ý này, cái kịch bản mới quyết định là cái câu chuyện này hay hay không hay. Hình ảnh thì tại sao anh chị em cho những cái hình ảnh mà người ta đưa Midjourney ấy, là anh chị em chỉ cần đi là chữ là Arcade thôi, nó đã tạo ra hình ảnh rất đẹp rồi, đúng không anh chị em? Chỉ cần Arcade thôi, nhưng mà những cái hình ảnh rời rạc ấy, nó không có ý nghĩa gì cả, đúng không ạ? Đấy, cho nên là việc của mình ở đây đó là gì ạ? Cái quan trọng nhất là kịch bản. Và kịch bản, riêng cái kịch bản nó Huy mất khoảng độ tầm 2 tiếng để Huy ngồi, Huy mò, Huy chỉnh cái kịch bản, được chưa ạ? Mặc dù là có chat GPT rồi nhé, có chat GPT rồi, nhưng mà gì ạ? Thử kịch bản này không được, vứt đi, lại thử kịch bản khác không được, lại vứt đi, thử kịch bản này không được, lại vứt đi. Nó được kịch bản này hay rồi, bắt đầu đào sâu, nghiên cứu. Đấy, thì cái phần đấy là phần mất thời gian nhất, khoảng 2 tiếng đồng hồ, được chưa ạ? Tức là khoảng 20%, khoảng 20%, 20-25%, được chưa ạ? Sau đó đến cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn là gì ạ? Cái giai đoạn là tạo nhân vật. Tạo hình nhân vật thì Huy đã hướng dẫn anh chị em cách để tạo hình nhân vật để mà gì ạ? Có nhân vật mang tính chất nhất quán. Ok không ạ? Nhân vật mang tính chất nhất quán rồi, được chưa ạ? Rồi, đến cái phần thứ ba đó là gì ạ? Tạo hình bối cảnh. Và bối cảnh để làm sao cho nhất quán thì Huy cũng hướng dẫn anh chị em rồi, cách làm rồi. Nó không hề khó, đúng không ạ? Thậm chí là rất là dễ. Đúng chưa ạ? Đấy. Rồi, sau khi mà tạo hình nhân vật và bối cảnh nhất quán rồi thì cái đoạn sau ấy là cái đoạn tinh chỉnh ấy thì nó không quá khó nữa. Nhưng nó chỉ khó khi nào ạ? Khi mình bị thiếu cái nguyên liệu. Nào, bây giờ mình bị thiếu một chút cái nguyên liệu, giống như là cái piece of paper đó, được chưa ạ? Mình bị thiếu cái nguyên liệu đó. Sau đó làm sao ạ? Sau đó thì mình phải đi dò, mình phải đi mò. Đấy, mình lại quay trở lại Midjourney để mà mình mò. Thì cái đoạn đấy nó cái đoạn lâu, tức là mình đưa vào chi tiết rồi bắt đầu mình mới thấy thiếu cái này thiếu cái kia, được chưa ạ? Thì cái đấy là cái đoạn nó hơi lâu, được chưa ạ? Còn kể cả ban đầu nhá, là chúng ta có một cái danh sách là các nhân vật này, các cái trạng thái này chúng ta cần phải chuẩn bị này, nhưng đến lúc đi vào chi tiết chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là chúng ta vẫn phải quay trở lại để chúng ta sẽ bổ sung thêm. Cái điều này cũng không thể nào tránh được. Ok không ạ? Ok nhá. Rồi, sau đó là việc của chúng ta là ghép nó vào thôi. Và cái việc ghép vào là cái việc dễ nhất anh chị em ạ. Giống như vừa rồi anh chị em thấy không ạ? Ghép vào dễ nhất, chỉ cần đủ về mặt gì ạ? Gọi là bối cảnh này, đủ về mặt là gì ạ? Nhân vật này, đủ về mặt gì ạ? Cấu trúc câu chuyện này. Thì sau khi đủ những thứ đó rồi ấy thì cái việc ghép vào cực dễ. Những cái thao tác ghép vào nó cực kỳ dễ. Anh chị em thấy vừa rồi là Huy cắt đúng không ạ? Huy cắt crop này, sau đó là gì ạ? Là remove background này, đúng không ạ? Xong rồi điều chỉnh lại một chút này, đúng không ạ? Xong rồi đặt nó ở đúng vị trí này. Đó. Sau đó cái việc đấy thì nó chỉ là tỉ mỉ thôi, nó không có khó nữa, nó chỉ là mất thời gian thôi. Ok không ạ? Đấy. Cho nên là có mấy cái thời gian khó nhất, mất thời gian nhất đấy là lên kịch bản. Câu chuyện hay không do kịch bản. Cái thứ hai đấy là gì ạ? Là tạo hình nhân vật. Thứ ba nữa là tạo hình bối cảnh. Thứ tư là ghép. Có 4 bước đấy thôi. Được chưa anh chị em? Có 4 bước như vậy thôi. Đấy. Cái bước số 4 là bước ghép và bước tinh chỉnh. Đấy thì nó chỉ mất cái thời gian thôi. Nhưng cái giai đoạn đấy là giai đoạn là nhẹ đầu nhất. Đấy, giai đoạn nhẹ đầu nhất. Nếu như cái phần trước mà anh chị em chúng ta làm tốt ấy, thì cái phần sau rất là nhàn luôn. Được không ạ? Đấy. Rồi. Và Huy cũng đã cho anh chị em một số cái mẹo để anh chị em vẽ tranh. Đó. Và cái này ấy, cái việc vẽ tranh này ấy, thì vẽ truyện tranh ấy, thì nó phải là một cái niềm đam mê. Tức là mình phải thích này, mình phải thích này. Cái thứ hai nữa là mình phải có cái sự sáng tạo tưởng tượng này. Và mình phải có cái mục tiêu. Vẽ tranh của mình, mục tiêu của mình là gì? À, vẽ tranh của mình là kiếm tiền, hay vẽ tranh của mình là gì ạ? À, viết truyện tranh của mình là để kiếm tiền, hay là để gì ạ? Để cho con mình nó đọc và sau này nó nhớ mình. Thậm chí là gì ạ? Mình có thể in cái cuốn truyện tranh đấy ra anh chị em nhé. Mình hoàn toàn có thể in ra. Mình ra ngoài cửa hàng photo là nó in cho mình ngay bằng giấy màu luôn, được chưa ạ? Và mình đóng vào thành một cái cuốn truyện tranh mình tặng cho con mình, được chưa ạ? Hoặc là mình cho con mình in ra để gì ạ? Mang đến lớp bán cho các bạn, được không anh em? Đó, nó rất nhiều kiểu. Đấy, hoặc là mình đưa lên trên Amazon để mà mình bán cũng là một cái ý. Hoặc là có một cái rất là hay đó là gì ạ? Mình đem cái cuốn truyện này mình đi tặng, được không ạ?
mình đem cái cuốn truyện tranh này mình đi tặng để mình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Bây giờ nếu như anh chị em có thể đem cuốn truyện tranh lên trên mạng xã hội anh chị em tặng, anh chị em nghĩ này, có bao nhiêu người có thể tặng truyện tranh cho người khác, đúng không ạ? Rất ít luôn. Chính vì nó ít cho nên là cái cơ hội để giúp chúng ta có thể là gì ạ? Trở nên khác biệt so với phần lớn những người đang làm marketing ngoài kia. Và đây là ý tưởng làm truyện tranh để marketing, là ý tưởng cực kỳ tuyệt vời. Ngày xưa khi mà Huy nhìn thấy những cái người mà họ viết những cái quyển truyện tranh ấy, xong rồi trong đó họ lồng ghép lên cái website của họ ấy, là Huy ngưỡng mộ vô cùng luôn. Bởi vì không biết làm thế nào để mình có thể vẽ được những cái bức tranh, bức ảnh đẹp như thế, xong rồi đưa cái thương hiệu của mình vào trong cái bức tranh đấy anh chị em ạ. Anh chị em biết là gì ạ? Có những cái bức tranh đó nhá, mà người ta chia sẻ rất là nhiều. Đấy, và càng nhiều người chia sẻ thì càng nhiều người biết đến cái thương hiệu của mình. Có đúng là làm truyện tranh để có thể là gì ạ? Để có thể marketing rất tốt không? Bao nhiêu anh chị em có thể là gì ạ? Mong muốn marketing để xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, cũng như là gì ạ? Giúp mình bán hàng tốt hơn, thì comment là tôi đúng không ạ? Comment tôi nếu mà anh chị em gì ạ? Anh chị em nghĩ rằng cái việc này là cái việc cũng rất là thú vị và rất là hay. Ok nhé. Đó. Ok, thì cái buổi mà thực hành ấy là cái buổi mà anh chị em sẽ thấy là chán nhất. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó chỉ có những thao tác thôi. Nó không giống buổi lý thuyết. Buổi lý thuyết thì anh chị em sẽ được học những cái câu lệnh rồi những cái thứ nó rất là hay. Nhưng cái buổi mà thực hành như thế này thì anh chị em sẽ thấy nó rất là chán. Nhưng mà nó lại gì ạ? Nó lại giúp cho anh chị em nào mà thực hành ấy, cái người nào mà thích thực hành ấy, thì sẽ là nhận được rất nhiều bài học. Còn người nào chỉ ngồi nghe để mà xem nó có cái gì không ấy thì sẽ rất chán. Đó.